Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh số 70. Hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh 70. Và tôi muốn biết là hôm nay tôi có xài cái mic mà biết là nó có rõ hơn mọi khi hay không. Bà con nghe cái âm thanh bên đây có tốt hơn mọi khi không ạ? Chứ còn trên nguyên tắc á, là bữa nay phải tốt hơn. Rồi, vậy là tốt rồi. Bữa nay chúng ta học về bài kinh 70. Bài kinh nó có cái nội dung là thế này: không có thiền định thì không có lục thông. Đó, nội dung bài kinh đó. Nội dung bài kinh 70 là chỉ có một câu đó thôi: không có thiền định thì không có lục thông. Thì thế này cũng có người, cũng có hai nhóm người sau đây. Cái nhóm một thì tò mò biết lục thông là cái gì, còn nhóm hai đó thì thắc mắc là tại sao mà mình tu là mình giải thoát phiền não, giải thoát sanh tử, thì tại sao mà phải có cái lục thông chi? Bởi vì trong lục thông chỉ có cái thông thứ sáu thôi. Cái thông thứ sáu là lậu tịnh thông, đó là nó thật sự cần thiết cho cái lộ trình giác ngộ, cái cứu cánh lý tưởng giác ngộ. Chứ còn mắc cái gì mà phải nhắc tới cái năm cái thông trước? Xin thưa, nói như thế này, tôi ví dụ ở ngoài đời thôi nha. Là mình có con, là cái mà mình mong là con mình nó có cái bằng bác sĩ, nó có cái bằng đại học. Nhưng mà khi mà nó có cái bằng đại học đó, thì nó có kéo tự nhiên nó kéo từ đó rất là nhiều chuyện. Ví dụ như cái khi nó có bằng đại học, từ ngoài cái kiến thức chuyên môn của nó học trong mấy năm đại học ra đó, ngoài cái kiến thức đó ra đó, nó còn có cái khả năng kiếm tiền tốt hơn cái người mà không có bằng đại học. Mình phải nhìn nhận cái chuyện đó, mình phải nhìn nhận với nhau cái chuyện đó nha. Và cái mục đích của mình đó là muốn con nó tốt nghiệp 4 năm đại học, 6 năm đại học, gọi là có cái bằng bác sĩ mười mấy năm. Nhưng mà bây giờ là trước mắt là ngoài cái kiến thức chuyên môn nó ra đó, thì nó có được vô số những thứ khác. Ví dụ như là nó có khả năng kiếm tiền, rồi cái gì nữa, cái khả năng hội nhập xã hội tốt hơn là nó không học đại học. Bởi vì nếu nó không có bằng đại học, cái bạn bè của nó cũng rất là hạn chế. Nó có những loại bạn mà nó chơi không có được. Nhưng mà khi nó có 4 cái năm đại học rồi đó, thì ngoài cái chuyện mà nó có kiến thức chuyên môn, ngoài cái chuyện mà nó có khả năng kiếm tiền, thì nó có cái khả năng hội nhập xã hội tốt hơn. Ngõ ngách nào, bậc thang nào nó cũng leo lên được. Và một cái nữa mà mình không có thường nhắc tới, nhưng đó là sự thật, đó là cái khả năng mà kiếm bạn của nó tốt hơn. Nếu mà nó không có bằng đại học, cái số bạn của nó rất là hạn chế nha. Nó chỉ chơi được ở một cái tầng lớp nhất định nào đó. Nhưng mà khi nó có 4 cái năm đại học thì nó chơi với người không biết chữ cũng được, mà nó chơi với người đại học cũng được, nó chơi với bác sĩ, kỹ sư bình thường nha. Ở đây cũng vậy, cái cứu cánh của chuyện tu hành là chấm dứt phiền não, chấm dứt sanh tử. Nhưng nên ở đây thì rất rất nhiều trường hợp chúng ta thấy Đức Thế Tôn người nhắc tới cái gọi là lục thông. Thì lục thông là gì ta? Lục thông là gì? Lục thông là cái đầu tiên, đó là cái thiên nhãn thông. Cái thiên nhãn thông, thiên nhãn thông là cái khả năng, thiên chữ thiên nhãn đây, làm ơn ghi giùm nha, ghi giùm có hai loại thiên nhãn. Thiên nhãn đây, lát đó mình sẽ có hai, lát mình sẽ quay lại loại thứ hai. Một mà bạn khả năng mắt thầy thấy được những thứ nhỏ nhất và xa nhất mà mắt thường không có thấy được. Cái thứ hai đó, thì nhãn thông đó là cái khả năng thấy biết nhanh tạo lên các cái cảnh giới, các cái thành phần chúng sinh.
Thiền nhãn có hai loại. Thì cái chuyện đầu tiên là mình một trong lục thông nó có hai thứ thiền nhãn. Cái thiền nhãn một là cái khả năng mắt mắt thành thấy được những thứ nhỏ nhất và xa nhất mà mắt thường không có thấy được đó. Rồi cái thiền nhĩ thông là cái khả năng là nghe được những cái âm thanh mà cái tai thường nó nghe, cái thính giác bình thường nó nghe không nổi. Tôi nói rất là nhiều lần, ví dụ như âm thanh nó quá xa hoặc là âm thanh đó nó được phát ra với một cái tần số quá thấp, gọi là hạ âm á, quá thấp. Thì chúng ta cũng đồng ý với nhau là trong thế giới động vật á, tính luôn con người đó, thì ở nhiều cái loài động vật ấy, cái nó không có thính giác, và có những loài đó thì nó có rất là yếu, và có những loài đó, cái thính giác nó rất là nhạy, rất là nhạy, nhạy lắm nha, nhạy lắm. Thì thần thông còn ghê hơn cái đó nữa. Thần thông nghĩa là nghe được là ở những cái khoảng cách xa nhưng mà mình muốn, chứ không còn cái không có khoảng cách, nó không bị giới hạn bởi gọi là cái thước đo vật lý bình thường như là 1.000 cây số, 3.000 cây số, 1.000 năm ánh sáng, 2.000 năm ánh sáng. Chỉ nó quan trọng về vấn đề đó là họ muốn nghe, họ muốn nghe. Thí dụ như họ ngồi ở đây mà họ muốn nghe cái âm thanh của chư thiên ở đâu lại nói cái gì đó, họ nghe được. Đó là thiên nhĩ thông. Rồi cái thứ ba là cái tha tâm thông. Cái tha tâm thông ở đây có nghĩa là vị này có thể đọc hiểu được tâm người khác, và tùy chỗ mà cái lục thông được kể khác nhau. Có chỗ đâu đâu có kể cái ý hóa thông nữa. Ý hóa thông có nghĩa là Manu Ma Dích Thi đó, có nghĩa là vị này có thể một mình mà biến ra nhiều người giống như mình, và nhiều người mình có thể biến thành một, một biến thành nhiều nha. Rồi rồi vị này có cái khả năng, có khả năng đọc hiểu được tâm người, biết cái người trước mặt mình họ đang nghĩ cái gì, tâm đó là tâm thiện hay là tâm ác mình biết. Rồi tiếp theo nó là cái là túc mạng thông, là vị đó có khả năng nhớ được cái nhiều đời quá khứ, mà tôi vẫn nói là nhớ được cái nhân, cái đấy là cái quả sinh tử đó, tức là vị này nhớ được là đời xưa kiếp trước của mình và của người khác. Quý vị sẽ hỏi người khác là người nào, người khác là cái người nào mà mình muốn đó, mình muốn tìm hiểu đó. Thì mình chỉ liếc mình nhìn người đó là mình biết là cách đây 50 kiếp, 80 kiếp, 1.000 kiếp người đó ở đâu, làm gì, hình dáng, sinh hoạt, tuổi thọ, sở thích ra sao mình biết đó nha. Mình nhìn là giống như mình nhìn cái quán chiếu người đó, giống như mình nghĩ là cái chuyện hôm qua, mình nghĩ về cái chuyện của một người mà mình đã quen biết từ lâu ngày. Thí dụ như bây giờ tôi liếc tôi nhìn ông cậu tám của tôi, thì tôi vừa nhìn cậu tám là tôi biết liền, tôi biết cậu tám này là con của bà ngoại tôi, rồi cậu tám đã hồi nhỏ là bị cái gì, rồi cậu tám lớn lên đi lính, rồi cậu tám bị thương, rồi cậu tám xuất ngũ, rồi cậu tám về lấy vợ, cậu tám buôn bán cái gì đó, rồi sau đó cậu tám đi đâu làm gì, rồi có bao nhiêu người con thành bại vinh nhục ra sao tôi đều nhớ hết. Thì ở đây cũng vậy, cái túc mạng thông nó giống vậy đó, tức là mình nhìn chuyện mình muốn biết mình cách đây 5 kiếp 10 kiếp ra sao cũng được, giống như mình nhớ là một cái chuyện cũ của bản thân, hoặc là mình quán chiếu với người khác cũng cũng dễ dàng như là mình nhớ như nãy tôi nói nhìn cậu tám với tôi vậy đó. Rồi nhưng mà cái đó không có ghê qua tới cái thiên nhãn hai mới ghê. Thiên nhãn hai còn có cái tên gọi là túc, gọi là xâm tử minh chú tu bát ba thiên nhà nát, có nghĩa là cái túc mạng thông thì chỉ nhớ được cái quả luân hồi thôi, nhớ người ta sanh ra ở đâu, hình dáng, tuổi thọ, sở thích, sinh hoạt thế nào. Còn cái sanh tử thông hoặc là thiên nhãn thông loại hai đó, tức là người ta có thể biết trước là vì đâu mà 300 kiếp trước ông này ông làm vua, vì đâu mà 292 kiếp về trước ông này ông làm ăn mày, ông làm con chó, con mèo, con heo, con giun, con gián, con dế, con ruồi đó, biết cái nghiệp nào. Rồi và tất cả những cái đó đó nó không có gọi là phải là cứu cánh giải thoát, cứu cánh tu hành, bởi vì cái thứ sáu mới là cứu cánh tu hành. Thứ sáu là cái gì? Đó chính là cái khả năng chán sợ sanh tử đó, chán sợ sanh tử một cách rốt ráo. Thấy ra mọi thứ chỉ là do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất. Mọi thứ luôn trong cái tình trạng vô ngã, vô thường. Vô thường là không có cái gì đứng yên, còn hoài không mất. Còn vô ngã là biết rõ rằng không có một cái cá thể
không có cái gì độc lập mà có thể tồn tại, biết tất cả chỉ là đồ ráp, vô ngã là vậy. Vô ngã không phải là nobody, mà vô ngã là nothing. Nhớ nha, nhớ tôi nhắc đi nhắc lại, vô ngã đây là không phải là nothing, mà là nobody. Có nghĩa là không phải là vô ngã, không phải là không có gì, mà là không có ai, không có ai. Ở đây cái gọi là ông A và B nó chỉ là một cái khối tổng hợp của nhiều thứ nhân duyên mà mình có thể gom gọn lại, đó là thiện ác buồn vui, chỉ bao nhiêu đó thôi. Thì với khả năng mà thấu suốt tinh tường rốt ráo như vậy, vị này chán sợ sinh tử ở cái mức tuyệt đối, và ở cái cấp thấp nhất là vị này chứng được là tu đà quần, lên nữa nó là tu đà hàm, rồi a na hàm, rồi a la hán, thì cái lậu tận thông là chỉ cho cái quả vị la hán. Ở cái tầng này thì một cái vị la hán, một vị thánh tứ quả đó, hoàn toàn không còn tham sân si ái mạn kiến nghi. Ở các cái tầng thánh thấp đó, tuy không còn khả năng đọa lạc nhưng mà vẫn còn thích thú trong thiền, và có thể sanh về các cảnh giới phẩm thiên. Nhưng mà riêng ở cái tầng la hán thì không, ở cái tầng này không còn cái gì để các ngài thích, dù về vật chất hay là tinh thần. Cho nên vị này khi mà đã dứt hơi, đã mệnh chung rồi thì không còn tái sinh nữa. Đó. Thì cái trình độ mà lìa bỏ phiền não một cách rốt ráo tuyệt đối như vậy được gọi là lậu tận minh hay là lậu tận thông. Đấy. Thì toàn bộ các khả năng mà chúng tôi vừa nói đó, trong bài kinh này nè, chứ không phải chúng tôi, mà trong kinh vừa nhắc nè, thì tất cả khả năng ấy chỉ có ở một người có thiền định thôi. Nhớ cái này phải ghi. Năm cái khả năng đầu của lục thông có thể có phạm vụ đắc thiền định. Nhưng mà cái khả năng sáu thì chỉ có ở thánh nhân, chỉ có ở thánh nhân, kể cả thánh nhân không đắc thiền. Hai câu này phải nghe. Hai câu này phải ghi. Lục thông thì gom hết, nó đủ lục thông thì bắt buộc phải có thiền định. Nhưng mà cái thông thứ sáu thì không nhất thiết. Cái thông thứ sáu này đó là có thể có ở bậc thánh không có thiền định. À, không có thiền định thì là sao ta? Có nghĩa là vị này chưa từng đắc sơ nhị tam tứ thiền. À, nhưng trong cái giây phút mà chứng thánh, vị nào cũng phải có cái khả năng, khả năng tập trung tư tưởng tương đương với cái tầng sơ thiện. Mấy cái này là mấy cái phải ghi, mấy cái này mà tôi giải mà tôi chỉ khó dùng lại mà tôi rõ. Mấy cái đó bà con phải chép lại, nhớ nha, chứ tôi không có quở, mà tôi chép mấy cái mà không cần thiết. Mà cái nào mà tôi ngừng lại mà để tôi rõ thì bà con làm ơn ghi cái nốt. Và sẵn cũng tôi cũng nói luôn, học kinh tạng đó, trong cái room này đó là có người nắm tay mình bước vào cái thế giới kinh tạng. Mình học cho biết chứ mình không có phải để trở thành học giả có bằng cấp. Tuy nhiên nếu có cái lòng mà học nghiêm túc thì ở mỗi bài kinh này nên ghi nốt, tức là ghi chú để về làm của riêng nha. Của riêng là chưa kể mình còn đi, mình còn sư khảo tầm nguyên truy ngọn truy gốc, tìm hiểu thêm trên internet nữa nha. Nhưng mà nhớ làm sao mà mình trải qua được 1 năm, 2 năm, 3 năm, 8 năm, 10 năm mà học kinh tạng với những cái từng cái nốt mà ghi chú của từng bài đó, thì tôi nghĩ rằng trong 5 năm, 7 năm, 10 năm nó quý vị sẽ khác đi nhiều lắm. Chứ những cái này không có ghi nó ổn nha. Rồi, coi như có người đọc sách giùm mình mà. Nhớ cái này, nhớ trong lục thông đó, thì chỉ có 5 thông đầu tiên đó là bắt buộc phải có đắc chứng thiền định. Riêng cái thông thứ 6 thì trong trường hợp mình chiếu tu tuệ quán không có đắc thiền thì mình vẫn đắc được cái thông thứ 6. Còn trong trường hợp mà Đức Phật ngài gom chung lục thông lại với nhau thành một á, thì lúc đó bắt buộc
bắt buộc là chúng ta phải có tu tập thiền định. Rồi bây giờ tôi mới quay lại, tại sao cái cứu cánh cao nhất của cái đạo nghiệp tu hành đó là cái thông thứ sáu, tức là lậu tận thông hay là lậu tận minh nha, mà tại sao phải nhắc chi năm cái thông đầu tiên nữa? Tôi có nói rồi, đó là phụ thu là thứ phẩm, đó là phụ thu, đó là thứ phẩm của cái người mà tu tập viên mãn tam học nha, tức nghĩa là dầu muốn dầu không thì đương nhiên, tự nhiên, mặc nhiên, cố nhiên, dĩ nhiên, tự nhiên là họ có được, có được năm cái khả năng đó. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai, khi nhắc tới ngũ thông là năm khả năng đó, chúng ta có được một bài học rất là lớn mà không có ai nói, chúng ta không có để ý là gì. Cái này tôi nói thiệt là chậm nha, chỗ này tôi nói thiệt là chậm, cái này phải để ý. Khi mà Đức Phật nhắc tới thần thông á, thì mình đừng có nghĩ là ngày kêu gọi mình á, nữa là trao dồi phù phép nha, biến hiện cho nó thỏa sức, rong chơi cho nó thỏa sức tò mò, xưa giờ mình muốn mà không được, không phải. Mà khi người nhắc đến lục thông, nói đến năm thông đầu tiên, nói đến lục thông thì cái thông thứ sáu là người nói đến cứu cánh giải thoát, đúng. Nhưng mà khi người nói năm thông đầu tiên, người mở ra cho mình vấn đề là thế này. Khi tâm tư ta còn chìm sâu trong năm dục nói riêng và trong phiền não nói chung, thì cái khả năng quan sát thế giới của ta luôn có vấn đề, luôn có những hạn chế nhất định. Đó, bây giờ các vị thấy cái bài học đó nó sâu là sâu chỗ đó. Khi người nói đến các khả năng thần thông đó, không phải ngày kêu gọi, người khuyến khích mình là trao dồi phù phép, cũng phải. Nhưng mà ngài muốn cho mình thấy rằng khi mà con là đạt đến một cái trình độ tâm linh mà lìa bỏ được năm dục, thì cái cách mà con nhìn thấy thế giới này nó khác đi nhiều lắm. Kể cả trường hợp khi đó con chưa kịp là một vị thánh, thì cái khả năng mà con lai vãng lui tới cái thế giới này, cái khả năng mà con quan sát, con thấy, con nghe cái thế giới này nó cũng khác đi, nó không giống như ngày xưa. Ngày xưa khi mà con còn hưởng dục, ngày xưa khi mà con còn thích, còn ghét, còn đam mê, còn bất mãn, thì mọi thứ nghe nghĩ của con, nhìn thấy nghe của con nó cũng bị giới hạn ở trong cái nhà ngục của năm cái thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thịt, da, xương tầm thường của người bình thường nha. Nhưng mà hôm nay khi con có thiền định, con có được cái khả năng thần thông á, thì con mới thấy thế giới này nó có nhiều cách nhìn lắm. Đó, cái sâu sắc ở chỗ đó đó. Cái thế giới này nó có nhiều cách để chúng ta nhìn thấy nó. Chúng ta có nhiều cách để đến với thế giới này. Xưa giờ mình chỉ có khả năng dùng lấy con mắt thịt mình nhìn. Nhưng bây giờ mình có cái ống dò, mình có viễn vọng kính. Bây giờ mình có kính hiển vi nha. Mình có binocular, mình có microscope, mình có telescope, mình có 3-4 thứ đó. Thì cái thế giới này các vị phải đồng ý với tôi là cái thế giới này, trong cái suy nghĩ của một người có học về hóa chất, có học về vật lý và có các phương tiện công nghệ hiện đại đó, thì cái thế giới mà ở trong mắt của cái người mà có đủ những điều kiện đó, vừa có kiến thức mà vừa có công cụ phương tiện hiện đại đó, thì thế giới của họ nó khác thế giới của người bình thường. Còn cái thế giới của cái người đã vừa dốt mà lại vừa không có các phương tiện nghe nhìn á, thì thế giới của họ nó chặt lắm. Để nói trung trung có hiểu không ta? Không biết trung trung có hiểu cái này không? À, có nghĩa là cái thế giới mà của một người đã vừa dốt mà lại vừa không có cái phương tiện công cụ thì coi như là nó chặt dữ lắm. Thí dụ như bây giờ các vị đi chơi này mà các vị không có ống dòm là các vị thấy thua rồi. Có những cái chỗ mà mình không thể đặt chân đến mà mình có thể đứng mình nhìn từ xa. Mà nếu lúc đó mình có được cái ống dòm thì nó tình hình nó khác. Mà trong cái ống dòm nó có tới 1001 loại, cái loại đắt tiền, loại rẻ tiền. Cái loại đắt tiền nó cho phép mình nhìn xa, nhìn rõ. Còn cái loại rẻ tiền thì nó chỉ cho mình nhìn gần, nhìn mờ, không rõ nha. Cho nên mình thấy rõ ràng rằng cũng trong một cái cuộc đi chơi dã ngoại mà ai có nhiều cái phương tiện đi đứng, nhiều phương tiện nghe nhìn thì vẫn tốt hơn là cái người mà trụi lũi chỉ có 2 bàn chân và chỉ có cặp mắt thịt nha. Đó, mai là trong một cuộc chơi của phàm phu
Nhưng mà cuộc chơi chỉ có vài giờ đồng hồ thôi. Mà mình thấy rằng ai có nhiều phương tiện thì người ta vẫn tốt hơn, vẫn cái cuộc chơi nó vẫn trọn vẹn hơn, nó đầy đủ, nó viên mãn hơn. Thì ở đây cũng vậy, cái cứu cánh tu hành của chúng ta là lậu tận thông, là lậu tận minh, là chấm dứt phiền não, là kết thúc tái sanh. Tuy nhiên khi mà một người mà có tu tập thiền định thì nó tình hình nó lại khác. Bên cạnh cái khả năng chấm dứt phiền não, vị ấy có được một cái khả năng nghe nhìn và lui tới làm việc hoạt động trong thế giới này nó tốt hơn gấp tỷ lần một người không có thần thông đó. Nhớ chỗ đó, nhớ. Chẳng hạn như mình thấy trong kinh nói này, kinh Cánh Tạng mà chú giải, thì Cánh Tạng nói cái lợi ích của một cái người mà nghe nhiều giáo pháp là mai này đi về trời đó, thấy không? Dễ dàng được nhắc nhở tu hành hơn là cái người mà ít nghe pháp hoặc là không nghe pháp. Chỉ có bố thí mà mới nghe pháp mai này cũng có thể về trời, chỉ có giữ giới không á chị cũng có thể về trời, nhưng mà về trên đó đó là mình vẫn tiếp tục sống với cái đầu bơ bơ của mình. Nhưng mà một cái người mà đã từng nghe nhiều giáo pháp, thông thuộc nhiều giáo lý, thì mai này ở cảnh giới nào đi nữa thì mình cũng dễ dàng được cái sự nhắc nhở từ những thầy bạn nha. Và trong trong kinh có ghi rõ, trong cái này mình học rồi, bài kinh này học rồi mà tôi không biết trong rung. Ở đây có ai có nhớ không, trong đó có ghi rõ thế này: khi mà mang cái thân mà chư thiên đó nha, thì chúng ta sẽ nhớ lại mình đã học cái gì, và đặc biệt cái đặc biệt là chúng ta sẽ biết rõ những cái chỗ nào mà mình đã học sai. Cái thân chư thiên đặc biệt vậy đó, nhớ lại hồi đó mình ở cõi người đó, mình đã học thuộc lòng cái trường bộ kinh, và trong suốt nhiều năm cái chỗ đó mình đọc sai, cái chỗ đó thật ra không phải như vậy. Mà khi mình tiếp tục mang thân người thì mình cắm đầu mình đọc hoài cái chỗ sai mà mình không biết. Nhưng mà khi mình về trời đó thì với cái khả năng của một vị, khả năng thần thông của một vị chư thiên đó, một vị trời đó, thì chúng ta sẽ biết được cái chỗ đó chỗ sai đó. Chưa kể là chúng ta có vô số thầy bạn chung quanh mình nhắc nhở mình, giải thích cho mình nghe nữa nha. Nói như vậy có nghĩa là sống trong cái cuộc sanh tử trầm luân này, chúng ta càng có nhiều cái phương tiện để sống, càng có nhiều cái phương tiện điều kiện để làm việc thì nó vẫn tốt hơn là mọi thứ trong cái tầm hạn chế nha. Ở bài kinh này là sâu chỗ đó đó, chứ còn cái chuyện mà thần thông thần thuyết cái đó nào chẳng là cái gì trong mắt của các bậc hiền thánh hết đó. Nhưng mà khi các ngài nhắc đến cái đó là các ngài đã gọi là kín đáo, lặng lẽ nhắc tới những cái bài học khác mà tôi vừa nói đó. Thứ nhất, cái thần thông nó là cái khả năng đương nhiên của một cái người đã tu tới nơi tới chốn các cái tầng thiền định, dù muốn dù không tự nhiên nó vẫn trào, nó vẫn trồi ra đó. Cái chuyện thứ hai là khi người nhắc đến thần thông đó, là người cho mình biết một chuyện vô cùng quan trọng, đó là cái thế giới này nó ra sao trong mắt của con, nó còn tùy thuộc vào cái nền tảng tâm thức của con, nó tùy thuộc vào cái nhân cách, tùy tình thuộc vào cái trình độ, tùy thuộc vào cái nền tảng tâm tư tinh thần phước báo tiền duyên của con đó. Nếu mà nói vậy có nghĩa là ngay bây giờ con phải tận dụng thời gian, tận dụng cơ hội để mà gọi là thực hiện các hạnh lành như có thể. Thiền định được thì định, niệm được thì niệm, tuệ được thì tuệ, dù là văn tư tu, có cơ hội không bỏ, có cơ hội bố thí thì nên bố thí, có cơ hội hành thiền thì nên hành thiền, có cơ hội phục vụ thì nên phục vụ. Vì sao? Vì tất cả những vốn liếng ấy nó sẽ là cái nền tảng tâm thức cho con sau này. Con tu thiền cũng dễ đắc thiền, con gặp Phật, con nghe pháp cũng dễ giác ngộ. Và một cái người mà dễ đắc thiền, dễ giác ngộ thì trước là lợi mình, sau là lợi người. Những vị la hán mà lợi căn á, thì giúp được cho bản thân mình tu đỡ cực, mà đồng thời cái vị la hán lợi căn á thì giúp cho nhiều cái người khác. Làm thí dụ như mình thấy như ngày A Nan, ngày này ngày Xá Lợi Phất, ngày Bộ Kiền Liên, đó là những vị la hán lợi căn, có nghĩa là đủ duyên chứng thánh, mà đồng thời cũng là những người có cái tư chất minh triết hơn người bình thường. Có vô số những vị la hán chỉ vừa đủ những cái trí tuệ giác ngộ do cái sự hỗ trợ của ba la mật, hiểu được bốn đế rồi thì thôi về núi ở mình, chứ còn yêu cầu năn nỉ đề nghị các ngài thuyết pháp thì đối với các ngài không có tiện, các ngài không có được thoải mái.
trong ngôn từ, trong cái cách diễn đạt nghe không có được thoải mái, có trường hợp đó, đó là những vị bị động căn nhé, chứng đánh mình động căn. Còn những vị lợi căn, lợi là bén, những vị lợi căn giúp được cho nhiều người lắm. Cho nên tùy thuộc vào cái hành trang, tùy thuộc vào cái chuẩn bị, cái trang bị của chúng ta mà chúng ta sống trong đời này nó dễ hay là nó khó cho bản thân mình á, là dễ hay khó. Và đồng thời tùy thuộc vào cái vốn liếng, cái hành trang, cái trang bị của mình mà chúng ta giúp được người khác nhiều hay ít. Đó, nói như vậy có nghĩa là cái sự huân tu các hạnh lành luôn luôn là cái điều cần thiết, là trước là lợi mình, sau là lợi người nha. Lợi mình là lợi người, mình trí tuệ nhiều nè, mình phước bố thí nhiều nè, phước giữ giới, phước từ tâm, phước chánh niệm, phước thiền định nhiều, thì đời sẽ sinh ra trước là bản thân mình tu tập trơn tru, mau chóng, dễ dàng. Mà bên cạnh đó mình cũng giúp được nhiều cái người khác. Thí dụ như Miến Điện, cái vị mà chơn tu, cái vị mà giỏi vắn, tinh thông kinh điển thì nhiều lắm, chứ đâu phải là ít, đến là sao cho xuể. Nhưng mà cái vị mà hội đủ các điều kiện để mà tu, tự tu học và hỗ trợ người khác tu học thì mình thấy cũng đến được, chứ không có nhiều lắm. Thí dụ như trên đất Miến Điện đó, mấy trăm ngàn vị sư đó, thì có được bao nhiêu vị là Sitaru Sayadaw, có bao nhiêu vị được như Pao Sayadaw, có bao nhiêu vị được như Sumin Sayadaw, Techaniya Sayadaw, được bao nhiêu vị ngài Chotika Sayadaw chẳng hạn. Ngài Chotika tuy ngài không có thiền viện học viện đúng, nhưng mà ngài có khả năng sinh ngữ, ngài có cái khả năng tay học. Khi mà ngài tiếp cận với dân Âu Mỹ hay là dân trí thức Miến Điện thì ngài có đủ độ nghề để ngài làm việc với họ, các vị thấy chưa? Cho nên là cái khả năng tự tu thì luôn luôn là cần thiết, nhưng phải thêm cái khả năng lợi tha nữa. Chứ còn nếu mà chỉ có khả năng tự tu thì quá tốt, nhưng mà còn một điều nó cũng chưa được viên mãn. Vì sao? Vì tôi nói không biết là bao nhiêu lần, cái giá trị của mỗi con người nó nằm ở hai phần. Phần một là cái giá trị tự có ở bản thân mình là ai trong cuộc đời này, và cái giá trị thứ hai của một con người đó là khả năng hy hiến. Anh có thể đóng góp được bao nhiêu thứ cho cuộc đời, đó là giá trị thứ hai của một con người. Anh là một viên ngọc, đúng, đó là tự thân anh đã có giá trị rồi đó. Anh, bản thân anh đã có đủ lý do để anh tồn tại trên đời này, đúng. Bởi vì bản thân anh là một viên ngọc. Nhưng nếu viên ngọc ấy mà nó nằm chìm sâu trong đáy núi, trong bờ cát, trong lòng sông, trong đáy biển thì cũng hơi tiếc nha, cũng hơi tiếc. Bài kinh thì nó sâu là sâu vậy đó. Rồi tiếp theo là bài kinh chứng nhân. Bài kinh chứng nhân này nó gồm có 6 phần. Ở đây những cái vị tỷ kheo, vị tỷ kheo không có cách gì, không có tài nào, thành tựu các cái đạo nghiệp. Nếu mà không có khả năng biết được, không có khả năng thành tựu 6 cái này, 6 cái khả năng này. Một là biết rõ những gì ta đang sống cùng, đang hoạt động nha. Cái khả năng một là phải biết rõ những gì ta đang sống cùng, ta đang hoạt động, những cái đó nó có đẩy cho ta bị lui sụp hay không. Cho nên phải ghi: một, biết rõ cái gì có thể đặt mình đi xuống rồi. Số 2, biết rõ cái gì có thể khiến mình dậm chân tại chỗ. Số 3, biết rõ cái gì hay cách nào giúp mình vươn lên cao hay tiến xa về phía trước.
Và cuối cùng là biết rõ mấy cái ta, những cái ta, một, hai, ba, bốn, năm, xả rồi. Và bây giờ một, hai, ba, bốn, bốn, mình tới số bốn. Biết rõ làm cách nào để mọi đạo nghiệp có thể bị lựa cái chữ nào cho nó dễ ha, trở thành đạo giải thoát. Đó, cái phần thể nhập đó, phần thể nhập đó, cái phần này hơi khó. Bởi vì bữa hỏi cách đây mới có 2-3 ngày tôi có giảng chỗ này. Đức Thế Tôn ngài giải rằng có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái người biết được Phật pháp và không biết Phật pháp. Cái người không biết Phật pháp, một là họ sống ở trong cái bất thiện, còn hai nữa là họ, khi mà họ biết làm hành thiện đó, thì họ bị chìm sâu ở trong cái thiện đó, họ không có ngôi ra khỏi cái thiện đó được. Thì trong rung này thế nào cũng có mấy người thắc mắc, ủa cái thiện là số một rồi còn tại sao phải ngôi ra? Dạ thưa, nó như thế này, chúng ta có ba hạng. Hạng một không biết thiện ác là gì hết, chỉ biết chạy theo cái thích và biết trốn cái ghét thôi, đó là hạng một. Cái hạng thứ hai là biết làm lành lánh dữ, nhưng mà họ lại thỏa mãn, họ lại tâm đắc với cái đạo hạnh của mình, họ lại tâm đắc thỏa mãn với cái quả báo nhân thiên. Chỉ có cái hạng thứ ba đó là họ chán cái ác mà đã đành rồi, nhưng mà đối với cái thiện họ cũng biết rằng đây là cái nhân sanh tử. Bởi vì cái thiện nó có hai loại, một cái thiện đó là chỉ nhắm tới cái quả báo nhân thiên, rồi cái thiện thứ hai đó là nhắm tới cái quả vị giác ngộ. Thì cái hạng thứ ba này là họ nhắm tới cái tinh thần đó đó, tức là họ chỉ làm thiện, lánh ác để nhắm đến một cái cứu cánh không còn thiện ác nữa. Ồ, cái đó nó mới khó. Thì đa phần chúng sinh trong đời này thì nó chỉ có hai hạng thôi. Một là chìm sâu trong tội lỗi ác nghiệp, sống thuần túy bản năng như loài súc vật, như loài động vật hạ cấp. Đó. Cái loại thứ hai khá hơn một chút là biết làm lành lánh dữ, nhưng cũng chỉ quẩn quanh trong trong là các cái cảnh giới nhân thiên. Đó. Cái ở đây mình đang học này nè, cái điều thứ tư này nè, tức là biết cái gì mà giữ phần thể nhập như tetika đó là vậy đó. Tức là biết làm sao mà dầu mình có tu bố thí trì giới, có phục vụ, có nghe pháp, có tu chỉ, có tu quán gì đi nữa, thì phải biến tất cả đạo nghiệp đó trở thành cái xúc tác mà dẫn đến giác ngộ. Chứ còn không, đắc sơ thiền kẹt cứng trong sơ thiền, đắc nhị thiền kẹt cứng trong nhị thiền, có thần thông kẹt cứng trong thần thông là chết. Hoặc là trong đọc kỹ bài kinh, ví dụ lỗi cây của Trung Bộ đó, trong đó ngày dạy có những người đi tìm lỗi cây nhưng mà gặp bông hoa cành lá đẹp quá là quên mất cái mục đích đi tìm lỗi cây. Cũng vậy, có những người đến với đạo giải thoát buổi đầu cũng có tâm lý, cũng có lý tưởng ngon lành, nhưng về lâu về dài được chút danh, được chút lợi, quên sạch lý tưởng ban đầu. Và có người cũng theo đuổi lý tưởng giải thoát, nhưng mà có được chút đỉnh kiến thức Phật pháp, có một miếng thiền định, một miếng thần thông, một chút giới hạnh, rồi là cho đó là tất cả, nhưng ngoài ra là rác, quên mất lý tưởng giải thoát ban đầu, nhớ nha. Cho nên ở đây vị tỳ kheo phải biết rõ trong đời sống của mình, khi mình tu giới, tu định, tu tuệ, thì phải biết rõ cái nào là cái con đường mà dẫn đến thụt lùi, thối đọa, cái nào mà có sự can thiệp của cái tà tư duy, cái nào là có sự can thiệp của năm truyền cái, cái nào mà có sự can thiệp của 10 kiết sử, nói chung là phiền não cho nó dễ nhớ. Đó, thì cái đạo nghiệp nào mà còn dây dính líu, còn dây dưa, còn mắc miếu với cái phiền não đó, thì cái đạo nghiệp đó là chỉ sớm muộn nó cũng chỉ quẩn quanh ở trong cái chuyện thụt lùi mà thôi. Nhớ cái đó. Thứ hai là vị đó phải biết rõ cái nào, cái tâm linh dịch trong chuyển vận dịch đây là sang nhưng mà có nghĩa ha,
pháp này giữ phần an trú. Ở đây nó có nghĩa là thi phí phạm gia, nó có nghĩa là mình biết cái kiểu sống nào, cái kiểu hành động nào là nó khiến cho mình bị thụt lùi, tức là thối đọa. Biết kiểu sống nào, biết kiểu hành động nào mà nó khiến cho mình dậm chân tại chỗ. Cái chữ phi tí này có nghĩa là đứng yên, dậm chân tại chỗ. Rồi cái thứ ba là biết rõ cái nào, cái cách nào mà nó giúp mình tiến xa, vượt xa. Mà muốn tiến xa, vượt xa thì sao ta? Phải quay trở lại. Biết rõ cái gì, cách nào mà làm cho mình thụt lùi, có nghĩa là với sự can thiệp của phiền não, thì cái nào có sự can thiệp của thích, của ghét, của cái sự đầu tư sanh tử, của ý tưởng mà thích ghét đó, phiền não của đầu tư sanh tử, thì cái đó chỉ khiến mình thụt lùi, đúng. Nhưng mà cái thứ hai đó là khi có lòng tâm đắc, đắm đuối đê mê, vùi đầu gục mặt ở trong cái quả chứng mình có, trong cái thành tựu đạo nghiệp mình có, thì như vậy vô tình là mình bị lọt vô cái thứ hai này, tức là dậm chân tại chỗ không đi xa được. Nhớ nha, cái trường hợp này bị nhiều lắm mà, trong mấy người tu mình bị cái này nặng lắm mà. Cái loại một thì quá tệ, mình mới nói cái này cả đời chỉ biết cắm đầu ở trong cái bất thiện. Nhưng mà cái loại hai đó là tâm đắc, thỏa mãn vừa ý với cái mình đang có, gì là đứng yên không đi xa. Như vậy phải cần tới cái thứ ba, tức là biết rõ cái cách nào để có thể vượt lên trên cao, tiến xa về phía trước. Đó là sao? Là biết chán cái thấp, biết chê cái cũ, biết hướng tới cái cao, biết nghĩ tới cái xa. Khi mà không chán được cái cũ, không có thấy được cái gì là thấp thì mình cả đời đứng yên. Nhưng mà khi mình biết cái cũ, biết cái xưa giờ nó còn có cái hơn nữa, khi mà biết có cái hơn nữa thì mình mới đi xa được. Khi biết có cái hơn nữa thì mình mới chán cái thấp để mà vươn lên cái cao. Còn nếu như không có được cái khả năng mà nhận thức, cứ gọi là dìm mình gục mặt ở trong cái quả chứng hiện tại, dù bất cứ cái thiện pháp công đức đạo nghiệp nào đi nữa, mà chỉ biết là đó là tất cả, đó là cao nhất thì thua nha. Có ba cái đặc điểm của vị Bồ Tát, các vị còn nhớ không? Một là luôn hướng tới cái tốt hơn. Thứ hai là khả năng buông bỏ của Bồ Tát rất là tốt. Cái thứ ba là Bồ Tát biết vượt khỏi cái giới hạn cũ. Cái này mới khó. Giới hạn cũ là gì? Là hồi đó ở cái tầng đó, bây giờ phải ra khỏi cái tầng đó, đó là giới hạn cũ. Cái thứ hai, Bồ Tát không có bao giờ tự xây cái nhà ngục để giam hãm mình trong một cái thành tựu nào hết. Và cái cuối cùng, Bồ Tát không có tự giam hãm mình ở trong cái thế giới của tình cảm. Có nghĩa là sao? Mình hồi đó đến giờ mình chỉ biết có bản thân mình thôi, mấy chục ký lô này thôi. Rồi xa hơn chút là mình chỉ biết có vợ mình, chồng mình, cha mình, mẹ mình, con mình, anh em quyến thuộc, bà con, bạn bè, láng giềng, đồng hương của mình, dân tộc của mình. Chứ mình không có biết nghĩ xa. Nhưng Bồ Tát thì không. Bồ Tát hội đủ ba cái đặc điểm. Một, luôn hướng tới cái tốt hơn. Hai, khả năng buông bỏ rất tốt. Ba, là không có tự giam hãm mình trong bất cứ cái nhà ngục nào nha. Có nghĩa là Bồ Tát cũng có khả năng thương yêu muôn loài chúng sanh. Cái trái tim Bồ Tát vượt khỏi cái biên giới của phạm tình. Mình nói giờ mình chỉ biết thương có người của mình, người theo ta, người nội bộ, người trong nhà, người nội thuộc. Bồ Tát thì không, Bồ Tát không có nội ngoại gì hết. Bồ Tát gom chung hết muôn loài vũ trụ, không? Nhất thiết chúng sanh trong hàng hà xa thế giới Bồ Tát. Không, đối Bồ Tát tất cả là một nhà, nó không có vũ trong ngoài, không có nội ngoại gì hết. Bồ Tát không có tự giam cầm mình trong bất cứ cái nhà ngục nào. Đó. Chính vì hành trì các cái hạnh làm bằng cái tinh thần ấy, không có giới hạn, không biên tế, không bờ mé, khi chứng quả rồi thì cái hạnh lành của chánh đẳng giác là vô lượng vô biên. Đấy, trí tuệ của chánh đẳng giác là không có giới hạn, cái hạnh lành của chánh đẳng giác là không có hạn chế. Bằng vị chánh đẳng giác thì chỉ có chư Phật chánh đẳng giác với nhau, chứ không hề có một vị Phật nào hơn vị Phật nào, chỉ nó không có. Nhớ nha, chánh đẳng giác với nhau thì chỉ có bằng chứ không có hơn nhau nha. Có vị nào hơn, bởi vì có vị hơn nghĩa là có vị kém, có. Bởi vì tại sao các vị chánh đẳng giác không có hơn kém nhau, là bởi vì các ngài đã là đạt đến cái mức gọi là vô lượng vô biên, không biên tế, không bờ mé, không ngăn ngại, không giới hạn, không ranh giới, không giới tuyến, thì lấy cái gì mà hơn mà kém
nha. Nhớ cái đó, khi chúng ta có hơn có kém là bởi vì chúng ta còn bị giới hạn, còn bị giam nhốt trong những cái rào, trong những cái giới tuyến biên giới, trong những giới hạn, những cái lằn ranh lằn mức của riêng cái vị mà nó đạt tới cảnh giới vô lượng vô biên không bờ mé, thì cái vị đó không còn cái sự mà hơn kém nhau, vì giống hệt nhau mà nha. Rồi cho nên ở đây vị tỳ kheo mà thiếu sáu cái khả năng này nè là không có thể nào thành tựu bất cứ quả chứng nào. Thứ nhất là không biết rằng mình đang tụt lùi. Thứ hai là không biết rằng mình đang dậm chân tại chỗ. Thứ ba là không biết bằng cách nào để vươn lượn lên trên cao, đi xa về phía trước. Cái thứ tư là vị tỷ kheo không biết làm sao để mà biến tất cả đạo nghiệp trở thành ra là đạo nghiệp giải thoát. Đó là giữ phần thể nhập là như vậy. Tức là thấy được cái tánh sanh diệt, trong kinh ghi rõ là thấy được cái tánh sanh diệt. Tức là cái gì mình có nhiều lắm cũng chỉ là phương tiện. Nha, nghe kỹ nè. Tất cả những cái tốt, cái lành, cái thiện hay ho nhất mà mình có đều là phương tiện giải thoát. Đó. Rồi cái thứ hai, tất cả những gì mình có đều là khổ hết. Đó là cái rốt ráo nhất. Tất cả những cái mình có đều là khổ hết. Rồi trong số đó, những cái khổ ấy, trong cái nguyên cái đống khổ đó, nguyên cái núi khổ đó đó, cái nào nó là thiện đó thì nó cũng chỉ là phương tiện thôi. Biết trong rừng có hiểu này không ta? Alo, các vị có hiểu được này không ta? Vị tỳ kheo phải hiểu rõ, cái người cầu giải thoát phải hiểu rõ hai chuyện. Thứ nhất là tất cả những gì mình có đều là khổ, và trong cái đống khổ ấy, cái nào là thiện thì cái đó cũng chỉ là phương tiện nhất thời mà thôi. Ví dụ như thấy rằng, là phải ghi này, như thấy rằng có mặt trong bệnh viện là khổ, nhưng cũng hiểu thêm rằng thuốc men và kim chích là thứ mình phải chấp nhận. Đó, như thấy rằng có mặt trong bệnh viện là khổ, nhưng cũng hiểu thêm rằng thuốc men và kim chích là thứ mình phải chấp nhận. Đó, thì ở đây cái người tôi cũng đi liền đó. Tất cả những gì mình có đều là khổ, nhưng mà trong cái đống khổ ấy, cái gì là thiện á thì nó phải được xem là phương tiện. Và ở đây tôi nói cái này có nhiều vị chắc là chửi nữa, hoặc là nhảy nhõm rớt khỏi ghế nè. Vì mọi thứ đều là khổ nên tâm tham và bát chánh đạo cũng nằm trong điểm khổ ấy. Nhưng khi kích xúc, chúng ta phải kích xúc chúng ta để nói chuyện, thì Phật lấy viên ra anh tham ái để gọi nó là nhân sanh khổ, và bác chánh đạo là con đường thoát khổ. Nhiều người bị chị không nổi cái này, cái việc cứ tưởng là khổ đế là riêng, nó không mất gì tập đế, đi tập đế là nhân sanh khổ, rồi bác chánh đạo là con đường thoát khổ. Nhưng mà các vị không có hề biết rằng toàn bộ mọi hiện hữu ở đời là khổ, dù đó là sanh già đau chết là khổ đúng, mắt tai mũi lưỡi là khổ đúng, nhưng mà cái tâm tham tâm sân của mình trong lục trần cũng là khổ, và chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tư duy tất cả đều nằm hết trong khổ. Nhưng mà sở dĩ mà ngài trích xuất, ngài lấy riêng ra để ngài nói là vì ngài dựa trên cái công dụng, ví dụ như nguyên trong nguyên cái đống khổ đó đó, giống như bây giờ nè, ngài lấy tay ngài chỉ vô nguyên một cái đống xoài, ngài nói đây là đống xoài nè, đó đây là nguyên một đống xoài. Nhưng mà khi cần thiết thì ngài mới nói rằng trong đống xoài ấy, cái hộp xoài là cái mà các con có thể lấy các con trồng ra những cái trái xoài khác,
Để trong rung có hiểu không ta? Alo. Rồi thôi. Cái rung này tôi giảng tôi e là không hiểu. Ha? Bữa nay mắc cái chứng gì mà thiên hạ đó là cứ đè tôi ra mà nó viết tin nhắn nó chửi không còn cái non nước đâu. Nếu mà nhiều năm gì trước chắc tôi đau lắm, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Là bởi vì mấy hôm nay tôi bị nghe đau nhiều ở trong người lắm, tôi nghĩ tôi thọ không có lâu, tự nhiên nó có cái lòng sợ chết. Thì khi mà cái thị phi mình đổ ập vô đó, tôi mới nhận ra một chuyện. Khi mình bận tâm về cái chuyện này thì mình bớt cái chuyện kia. Thì khi mà mình nghĩ nhiều về cái chết, cái bệnh của mình đó, thì tự nhiên mình giảm thị phi, mình giảm cái khổ thị phi, đó là một cái hay. Cái hay thứ hai đó, khi mình tập trung về cái thị phi thì mình giảm cái sợ chết. Thì bây giờ tôi nói bà con nghe cái này, tung tâm nhiều người giận tôi lắm, tại sao mà tôi cứ giống như chúng tôi nói nặng lời đó, là tôi có lý do thì tôi gây thù với quý vị hết, nhưng mà tôi nói là vì không có hiểu, tôi biết nghe hiểu không? Cái việc một là không biết, rồi cái lấy cái đầu của mình ra mình tưởng tượng, còn hai là học giáo lý ba mớ, cho nên các vị không có chịu nổi một số sự thật động trời này. Thứ nhất, chính vì mọi thứ ở đời là khổ nha, mọi thứ ở đời là khổ nên cả cái tâm tham nó cũng là khổ, bát chánh đạo cũng là khổ. Nhưng mà sở dĩ mà Phật lấy riêng tâm tham là Phật nói đây là tập đế, và bát chánh đạo là đạo đế, là ngài nói đến công dụng. Hồi nãy tôi nói rồi, tôi nói có mặt trong bệnh viện là khổ, nhưng mà trong đó mình thấy nè, mình thấy là thuốc men rồi kim chích nè, nước biển nè, mấy cái ống truyền serum nè, đó là nó cũng nằm trong cái đống khổ đó, nó nguyên một đống mà đó, nó bệnh viện là khổ là hiểu rồi. Nhưng mà khi mình cần thiết mình phải nói riêng, mình nói hẻ mà liệu pháp liệu trình là mình phải lấy riêng cái thuốc men kim chích ống truyền serum, mình lấy riêng ra mình chắc một đống riêng. Còn nếu mình khi không cần thiết thì mình gom chung một núi, là mình nhét chung vô một cái đống bệnh viện, mình nói bệnh viện là khổ, bác sĩ, y tá, nha sĩ, luật sư, đó là những cái người mà mình không có nên gặp trong cuộc đời này. Bởi vì sao? Vì hữu sự mới đáo tụng đình, vô sự bất đăng tam bảo điện. Bà con nghe câu này không ta? Hữu sự mới đáo tụng đình, tức là có chuyện mới tới tòa án, có chuyện mới gõ cửa luật sư, có chuyện mới tới bác sĩ, mới tới nha sĩ, và vô sự bất đăng tam bảo điện, có nghĩa là không có chuyện thì mắc cái chứng gì đi chùa làm cái gì. Ta đang nói chuyện người ngoài đời đó. Chứ còn mình đến chùa không phải mình không có nằm trong cái nhóm gọi là hữu sự. Nhưng mà nói theo cái quan điểm ngoài đời, cái thành ngữ tôi nói là vô sự bất đăng tam bảo điện, không có chuyện thì mắc cái chứng gì đi chùa làm gì mà vô mà lại lập xì sụp chi nha. Cho nên ở đây đó, mà con phải nhớ cái sự thật phủ vàng như sao, là mọi thứ ở đời là khổ. Nhưng mà khi nói về cái phân sinh, nói về cái chức năng của từng cái vấn đề, từng pháp, thì Đức Thế Tôn người mới lấy riêng cái tâm tham, người nói là mọi thứ ở đời là khổ, nhưng trong cái đống khổ ấy đó, riêng cái tâm tham nó vừa là khổ mà nó vừa là nguyên nhân sanh khổ đó. Rồi trong nguyên cái đống khổ ấy nó có cả cái bát chánh đạo trong đó, nó có cả chánh kiến, chánh tư duy. Vì sao? Là vì những cái này nó cũng nằm ở trong các tâm sở mà khổ quá. Cái gì nó còn nằm trong danh, trong sắc thì nó còn bị vô thường, vô ngã. Mà cái gì vô ngã, vô thường thì cái đó cũng là khổ đương nhiên. Nhưng mà khi mà nói đến cái phân sinh, nói đến cái chức năng thì nó nè, tuy nguyên đống này là khổ, nhưng mà con muốn thoát khổ con phải môi vô ra bằng được 8 cái này nè, con đi theo nó là con thoát khổ, nhớ nha. Cũng giống như con đường ra rừng chính là con đường vào rừng, và con đường vào rừng cũng chính là con đường ra rừng. Con té ở đâu thì con phải đứng lên ở đó, chứ con không thể nào con té ở Bến Tre mà con về tới Cai Lậy con đứng lên làm sao nha. Con té ở đâu thì con phải đứng lên ở đó. Và chưa hết, con ăn đồ độc con uống phải thuốc độc, con ăn cái gì thì con phải mửa ra cái đó nha. Con ăn cái gì thì con phải mửa ra cái đó chứ làm sao. Mà con bị trúng độc và chè trôi nước mà con ấu ra bánh canh là sao hả? Là sao ta? Không có, chị nó không có nha. Có người đầu độc con, họ bỏ mang thuốc độc vô bánh xèo thì con phải ấu vô ra cái bánh xèo đó, rồi con ấu mà ra bánh canh là con nghe con phải ấu tiếp, con nghe kêu con ấu nữa, con ấu gì nào nó ra được cái đống bánh xèo con mới yên, hiểu không ta? Alo. Thì ở đây cũng vậy, ở đây là mình á, mọi thứ là khổ, mình đam mê trong khổ thì chính cái niềm đam mê ấy nó cũng là khổ luôn. Nhưng mà sở dĩ nó được gọi là con đường thoát khổ là vì sao? Vì nó có cái bản chất đối lập với cái dòng sanh tử, mà xưa nay mình không có nhận ra điều đó. Chính vì ta không nhận ra cho nên ta chết ngay trong cái đống thuốc
Biết trong kinh có nghe câu đó không ta? Á đù. Các vị có nghe cái câu mà người Việt chết rồi đúng thuốc không? Có nghĩa là người Nhật á, họ qua bên mình á, họ thấy mình nhìn đâu cũng thuốc tây á, mà mình uống toàn là thuốc tây không? Thuốc tây không? Trong khi đó mình thuốc nam mình á, là người Tàu họ có một câu rất là hay: phục dược bất như thực dược, uống thuốc khi bệnh không bằng ăn thuốc lúc mạnh nha. Dịch nó dài như vậy đó: phục dược bất như thực dược, có nghĩa là uống thuốc lúc bệnh á, nó không có bằng ăn thuốc lúc mạnh. Trong khi đó bình thường á, mình ăn uống mà nó đàng hoàng, nó thông minh, nó khoa học một tí đó ha, là mình đâu có bệnh. Nhưng mấy ngày nay là các bạn biết là tôi là thuốc nam, mà tôi ở trên đất Âu Mỹ, tôi ở đang bên Thụy Sĩ, thuốc tây tôi nói một núi rồi nè. Nhưng mà tôi sợ nó uống nhiều hại gan, uống nhiều hại thận lắm nha. Mà trong khi đó là thuốc nam tôi uống đang là đi ông bồ công anh á, tôi uống từ lá cho tới rễ, rồi tôi bên đây Nha Đam á, là không có, tôi đi kiếm tôi kiếm lá lớn lá bé về tôi đem, tôi về là tôi uống sống hết. Mỗi lần bên Mỹ về tôi cũng đem theo, nên tôi uống. Còn trong bên đây tôi đi nó coi mấy cái tiệm thổ bán được cũng lụm gì tôi uống. Tôi nói điều đó không phải tôi đang lạc đề, mà tôi đang muốn nói là làm sao mà mình thấy được rằng ngay ở trong cái thức ăn thường nhật của mình, trong cái nguyên nhân mà gây bệnh, nếu mình khéo nó cũng là thuốc chữa bệnh trong đó. Bệnh gọi là bệnh tùng khẩu nhập, mình nói là mình bệnh là cho mình ăn những thứ mình ăn vào nha, nhưng mà thật ra trong cái đám mình ăn nó, nếu mình biết lựa lại coi trong đó có những thứ chữa bệnh. Cho nên mọi thứ ở đời là khổ, nhưng mà trong cái đống khổ ấy có cái là nguyên nhân sanh khổ, có cái là con đường thoát khổ, đúng chưa? Rồi, mà chính vì chúng ta không biết được cái này, cho nên chúng ta thứ nhất là không biết mình đang đi thụt lùi, không biết mình đang dậm chân tại chỗ, không, mình không biết cách nào để vươn lên cao tiến về phía trước. Và cái thứ tư là không biết cách nào để biến mọi đạo nghiệp đi vào cái lộ trình giải thoát. Rồi đó là mới bốn. Còn cái thứ năm là gì ta? Làm việc không chu toàn. Và cái thứ sáu là làm việc không lợi ích. Làm việc không chu toàn là sao? Mình chờ cho một chút. Mất cái con rồi. Cái này là cái tôi năn nỉ các vị một chuyện: nghe giảng kinh tạng là phải có chú giải nha, nó tập cho nó quen. Chứ còn mà để cho người ta nắm đầu, người ta kéo, người ta lâu, người ta ban cái gì hưởng cái đó thì nó dễ bị khờ người lắm nha. Rồi, nó dễ bị khờ, dễ bị khờ lắm. Đây, 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 gọi là không chu toàn là sao ta? Không chu toàn là sao? Không chu toàn ở đây có nghĩa là ở trong đây mới ghi rõ này này, gọi là nasukatakari, nasadarakari, có nghĩa là thiếu trước hụt sau, cái cần sửa thì không sửa, cái cần thêm thì không thêm, cái cần bớt thì không bớt, gọi là không có chu toàn. Atakari là như atakari, gọi là không nghiêm túc, không có đúng mức. Đúng mức cái chỉ là phải là không có đúng mức, làm gì không đúng mức là vậy đó. Cái cần thêm thì không thêm, cái cần bớt thì không biết bớt, cái cần sửa thì không biết sửa, thì đó gọi là trong đây ngày Minh Châu chỉ là không có chu toàn. Và làm việc không lợi ích là sao? Trong chú giải mới nói thế này đó, là tapakari có nghĩa là gì? Trong đây nó giải thích là na upakara puta, có nghĩa là mình muốn làm việc gì thì cũng cần đến, phải cũng phải quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ cho cái việc mình đang làm. Để trong đây mới nghe kịp này không? Tôi nhắc lại: mình muốn làm việc gì thì mình phải biết quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ cho công việc ấy. Bởi vì nếu không, mình muốn làm việc đó mà mình không biết những điều kiện hỗ trợ, nó đôi khi mình lại đi lại, mình lại chấp nhận những cái điều kiện đối lập thì công việc nó muôn đời không có xong nha. Ví dụ như mình uống thuốc tiểu đường thì mình phải biết, mình cũng phải biết là kiêng ăn ngọt. Đó là chỗ đó, phải biết kiêng ăn ngọt. Cho nên cái thứ năm, cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là làm việc chu toàn, đây có nghĩa là phải biết thêm, biết cái gì cần thêm, cái gì cần bớt, cái gì cần chỉnh sửa. Nhưng mà riêng cái thứ sáu á, cái thứ sáu có nghĩa là biết cái gì cần thiết và không cần thiết. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, cái sự khác biệt rất là lớn của một cái người có tu và không tu ở chỗ người không có tu chỉ biết cái gì mình thích mà thôi, mình quan tâm đến cái thích, thiện ác không quan trọng nha. Thiện ác không quan trọng, chỉ là tổng thích thì được nha.
Nhưng mà cái người có tu hành lại khác, người có tu hành không quan tâm đến cái cảm xúc thích ghét, mà chỉ quan tâm đến cái việc chuyện ấy có cần thiết không. Đó. Một trong những cái cách mà thu gọn Phật pháp, 84.000 pháp môn, trong nhiều cách thu gọn trong đó có một cách, đó là thu vào cái câu mà tôi vừa phát biểu, đó là chuyện ấy có cần thiết không. Bất cứ một suy nghĩ nào ở quên trong tâm thế nào cũng có người nổi điên, mà hỏi cái này ở đâu. Dạ thưa kinh Vê Tha Vi Tắc Cá. Vê Tha Vi Tắc Cá Xuất Tá. Nghe với cái xe chứ mình không tin bây giờ kinh Vê Tha là kinh Tân Tầm. Kinh Tân Tầm Trung Bộ nha. Ở đây mấy người đi thái rồi nghe xong tầm người đứng mình mới gửi đủ đủ cho xứa thấy thằng nội luôn nghe cái đó mình hơi gửi đủ cho xứa thì cái này là kinh tâm tầm, tức là đường lối hay đường lối tư hai ngã rẽ tâm tư. Mình khi mà ngày thành Phật rồi, ngày kể này ngày xưa khi mà ta còn ở trong khổ hạnh lâm á thì ta suy tư thế này, toàn bộ đời sống của mình á nó chỉ nặng, chỉ có về tinh thần nhiều hơn là về vật chất. À, như vậy thì cái mà ta quan tâm chính là cái tâm, đúng chưa? Có vật chất sao cũng được, nhưng cái quan tâm cái tâm. Rồi, làm gọn vấn đề. Có hai cách giải quyết vấn đề. Một là mình rọi sáng những góc khuất, và hai là mình chia nhỏ vấn đề ra để giải quyết. Biết Trung Trung còn nhớ cái đó không ta? Á lù, Trung Trung còn nhớ hai cái này không? Hai cách để giải quyết vấn đề. Một là rọi sáng những góc khuất, hai là chia nhỏ vấn đề ra. Đó, thì ở đây ngài cũng vậy. Chuyện đầu tiên này ngài nói rằng toàn bộ đạo nghiệp chỉ là giải quyết vấn đề tinh thần. À, thì giải quyết cách nào thì ngài mới chia nhỏ ra. Chia nhỏ là sao ta? Ngài nói rằng bây giờ đó ai cũng phải có cái ngã rẽ tâm tư hết đó. Một là những cái suy tư nào có lợi cho cái đạo nghiệp giải thoát, cái suy tư nào có hại cho đạo nghiệp giải thoát, thì ngài thấy có lợi là sao ta? Là chánh tư duy thì có lợi cho đạo nghiệp giải thoát. Chánh tư duy là sao? Là không có bất mãn các trần, không đam mê trong các trần, đó gọi là chánh tư duy, gọi là vô gọi là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy, có nghĩa là không có cái ý chống phá bất cứ người hay vật nào ở đời, đó gọi là vô hại tư duy nha. Đó, thì cái suy nghĩ là hễ cái nào thuộc về chánh tư duy thì cái đó nó giúp ích cho đạo nghiệp, còn cái nào mà nó là đi ngược về chánh tư duy thì nó là tà tư duy, có nghĩa là còn đam mê, còn bất mãn, còn cái ý chống đối người và vật trên đời, thì như vậy đó là tà tư duy. Tự ngài phải biết suy tư cái đó, cho nên là toàn bộ đạo nghiệp của người tu hành gom gọn lại có một câu thâu gì đó, là một dấu hỏi. Toàn bộ đạo nghiệp của một người tu hành cầu giải thoát chỉ gom vào trong một dấu hỏi thôi. Đó là cái đó có cần thiết không? Cái suy nghĩ ấy có cần... Bây giờ mình đang suy nghĩ, mấy ngày nay mình cứ suy nghĩ hoài một cái chuyện gì đó, cuối cùng mình có tự hỏi mình, những cái mà mình đang bận tâm, đang nặng lòng, đang cực lòng ấy, nó có đáng để mình bận tâm không? Nó có cần thiết không? Rồi những cái mình ghét, những cái mình thích cũng vậy. Những cái mà mình bận tâm để ghét hay bận tâm để thích thì cũng phải được kết thúc bằng một dấu hỏi. Cái thích ấy có cần thiết không? Cái ghét ấy có cần thiết không? Cái câu nói mà mình muốn nói đó, nó có cần thiết không? Nếu nó không cần thiết, đừng nói. Suy nghĩ không cần thiết, hãy bỏ qua. Và cái hành động, cái việc làm ấy có cần thiết cho mình, cho người, cho đời này, cho đời sau, cho đạo nghiệp giải thoát hay không? Nếu thấy là không thì phải có can đảm chấm than xuống dòng. Như vậy đời tu của chúng ta chỉ có hai dấu thôi. Một là dấu hỏi, hai là dấu chấm than xuống dòng. Đâu rồi có nghe kịp không ta? Á lù, toàn bộ đời tu của chúng ta chỉ có hai cái dấu thôi. Một là dấu hỏi. Hỏi cái gì? Cái này có cần thiết không? Rồi cái dấu chấm than là gì? Cần chấm than. Còn không chấm than. Toàn bộ đời tu của các vị sau khi buổi giảng này đóng lại, bà con chỉ mang hai cái dấu đó vào phòng, vào lòng nha, vào phòng và vào lòng, để mà tu với nó, chiêm nghiệm nó, thấm thía nó, tiêu hóa nó, gặm nhấm nó, biến nó thành máu tủy thịt xương của mình. Đời tu chỉ là hai dấu thôi. Một là dấu hỏi, chuyện ấy có cần thiết không, và dấu chấm than để xuống dòng, có nghĩa là không có dây dưa nữa. Đó là dấu chấm than thứ nhất, đó là cần. Tiếp tục.
còn không cần dẹp, mới gọi là đê tha cho tất cả, đê tha cho tất cả, gọi là tu hành với một cái, tu hành với một cái ngã rẽ tâm tư, nghe gọi là ngã ba lòng, nghe ngã ba lòng là chỗ đó. À, cho nên người tu ví dụ như bây giờ đây, các vị hỏi tôi với cái logo mình của đạo Phật là gì, tôi nói là lá bồ đề, là y bát, là bát chánh đạo, phải không? Là lá bồ đề nè, là một cái y bát của chư tăng á, là y bình bát, là cũng cái logo. Rồi cái logo thứ ba là bánh ra pháp, nhưng bây giờ mình thêm cái logo nữa là gì ta, các vị ra mua cái logo của xe Mercedes á, đó, cái logo của xe Mercedes á là đem về là treo là được. Đó, tức là mình là mà ai hỏi tại sao mà treo cái logo của Mercedes là cái gì, cái gì đó, bởi vì tôi vừa nghe giảng trong bài kinh song tầm, có nghĩa là người tu nào cũng phải từng ngày từng phút đang đứng trước một cái ngã ba lòng. Có ngã ba lòng là gì? Ngã ba lòng tức là lúc nào cũng đứng trước hai cái dấu hỏi, có cần thiết không. Đó, lúc nào trong lòng mình cũng phải có dấu hỏi, tu rồi tu bằng cái dấu hỏi, có cần thiết không, về mình tự mình giải quyết vấn đề bằng một dấu chấm than. Như vậy thì chính vì cuộc tu là đối diện với ngã ba lòng ấy, nên cái logo của mình nên là cái logo của xe Mercedes. Ở đây các vị có biết, có ai còn nhớ cái logo của xe Mercedes không ta? Ai hỏi các vị tại sao treo ở đây thì các vị nói không, đây phải Mercedes mà Mercedes mà nó là ngã ba lòng. Tu hành là đối diện với ngã ba lòng, rồi xong chưa? Như vậy thì vị tỳ kheo nào mà nắm được, có được 6 cái khả năng này nè, thì mới có thể thành tựu các quả chứng, thành tựu cái đạo nghiệp của đời tu mình. Một là biết rõ mình đang thụt lùi hay không. Đó, bằng cách nào mình làm sao mà mình đang bị thụt lùi, tại sao mình bị thụt lùi. Thứ hai là biết rõ rằng có phải là mình đang dậm chân tại chỗ hay không. Nói thật ra nó nói là nó bình nhục, chứ đa phần mình á là hai cái đầu là mình đã không có rồi, không hề biết rằng ta đang tụt lùi, tại sao ta bị tụt lùi. Đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai, không hề biết rằng ta đang dậm chân tại chỗ và tại sao ta lại dậm chân tại chỗ. Đâu thì coi như là mình ở đây nguyên cái râm của mình là toàn là cái thứ đó, không chỉ 4 trong 6 cái này, là hai cái đầu là mình là dính nguyên con luôn nha, lọt nguyên con trong hố luôn nha. Cái thứ nhất là không biết là mình đang thụt lùi và tại sao mình bị như vậy. Cái thứ hai, không biết rằng mình đang dậm chân tại chỗ và tại sao như vậy. Chứ cũng đừng có nói tới mấy cái sao nó thêm nhục. Cái thứ ba là biết rõ bằng cách nào ta có thể vươn lên cao và tiến về phía trước. Cái thứ tư là làm sao mà biến toàn bộ đạo nghiệp của chúng ta trở về với lộ trình giác ngộ giải thoát bằng cách nhận diện mọi thứ chỉ là sanh với diệt. Cái này là cái cao nhất. Dầu giữ giới, dầu bố thí, dầu hành thiền, dầu đắc định thì tất thảy chỉ là sanh với diệt. Phải luôn luôn thấy rằng mọi thứ ở đời đều là khổ, kể cả lòng đam mê trong cái khổ cũng là khổ, kể cả bát chánh đạo, con đường thoát khổ cũng nằm trong cái bể khổ ấy. Phải thấy như vậy đó thì mới biến tất thảy mọi nỗ lực của mình trở biến là nguồn năng lượng giác ngộ, đưa tất cả trở về với lộ trình tiền giác ngộ. Các vị có nghe kịp không? Rồi cái thứ năm là cái khả năng làm việc chu toàn, có nghĩa là biết rõ cái gì cần thêm, cái gì cần bớt, cái gì cần chỉnh sửa. Và cái cuối cùng có nghĩa là biết rõ cái điều kiện nào hỗ trợ cho cái đạo nghiệp mà mình đang thực hiện. Chấm làm cái gì mà nó mang cái nội dung phương hại cho cái công việc mà mình đang thực hiện nha. Cái điều thứ này biết rõ cái gì có thể gây phương hại cho cái đạo nghiệp của mình, nó gây phương hại cho cái công phu của mình. Đó, các vị trong rung còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Đó, cái sắp ba giá là thuận lợi đó, thuận lợi thuận tiện, nhưng mà trong chú giải đó, định nghĩa trong bây giờ đúng không, bản bát này trong xá giải nói sắp ba giá ở đây là ma cà ra, tức là héo phù. Nhớ nha. Chứ còn không có bản mà hay cái đạt như vậy đâu nha.
cái mà cô dọn mưa tôi mới post lên đó, cái đó là chánh tạng rồi cái chú giải là cái mà tôi mới vừa bỏ vô đó. Trong chú giải nói cái sách ba giá ẩn đi nè, bởi vì cái sách ba giá mình nghĩa thông thường đó, sách ba giá nghĩa dùng đó, là không có thể bỏ, không thể bỏ là cái ống gì là nhẹ nhàng là thuận tiện là tiện lợi đúng không? Nhưng mà ở đây nó có nghĩa là helpful đúng. Cô nổi nổi ghét luôn đúng rồi thật trốn trốn trốn. Asapa ya, asapa ya thì nát. Asapa kari thì asapa ya này có nghĩa là ubakara phù có tham kari trốn trốn không trốn là trốn. Nha yeah, cảm ơn nhiều lắm. À, trong room mình cần là cần cái người thế này mà hả, khi mà tỷ tỷ rồi đổ ập đến thì cái cô giọt mưa này cổ dầu tóc bệnh bụng mình trời, nhưng cô nói nghe tôi nghe cái mùi từ xa đó là cổ là bị cuốn, thì cũng ngại cũng sợ cổ cũng sẽ buồn, nó buồn cái room này cũng không có lạ rồi, cũng biết kiếm ai mà thế. Và tôi hôm nay trong cái phút giây này tôi một lần nữa biết sai tôi rồi, và con trong room ai là người có thể làm cái việc mà cô giọt mưa đang làm thì xin hỗ trợ, một là hỗ trợ cổ, hai nữa thì cổ cũng đâu cần phải hỗ trợ, nhưng mà xin nằm tặng nó để trong trường hợp một cổ mà có bỏ đâm mà đi thì cũng còn có người giúp nha. Chứ còn bây giờ tôi vừa giải còn bắt tôi vừa post ba cái này lên là tôi chết. Chứ không đâu có được, có nghe tôi nói gì không, ai mà thấy mình giúp, ai mà thấy mình làm được cái việc của cô giọt mưa đó thì nên là sẵn lòng chờ giùm nó để mình giúp tôi vay này. Một là cổ già, cổ chết, cổ bị bệnh, bị đau, hai cái thì cổ bỏ cuộc. Đó, cái đó nó khá quan trọng. Mà cái đó thì tôi nghĩ chỉ cần có lòng thôi thì nó hơi cực đó, nhưng mà về lâu về dài thì được. Rồi nếu không thì cứ hỏi bả coi phải làm sao nó chỉ cho nha. Đó, nó chỉ sao cái bỏ là không nói cái môi ra, mà không nói cái mình môi ra. Đó. Cái đó nó giúp cho nhiều người lắm chứ không phải cho mình không nha. Thì bả là giọt mưa cuối mùa thì trong cái việc mình làm giọt mưa đầu mưa đi nha. Rồi như vậy là mình học xong bài kinh 71, tiếp theo là mình học bài kinh 72. Bây giờ đã là 3:21 rồi, còn có lẽ được một bài nữa. Bây giờ uống nước một chút. Ở đây vị tỳ kheo á có được 6 cái khả năng này nè. Có được 6 cái khả năng này nè. À. Có được 6 cái khả năng này nè thì mới có thể gọi là tự tại. Ở trong đây bản tiếng Việt gọi là đạt được sức mạnh, đạt được sức mạnh trong thiền định. Còn đây tôi dùng chữ cho nó mềm, nó ít, nó gọn hơn. Đó là có được 6 cái này thì vị ấy mới có thể được tự tại trong thiền định. Tự tại là sao? Bởi vì ở trong kinh có, trong chú giải có cho mình biết có hai loại thiền định. Một là Samadhi, Samadhi là Samadhi Chana. Samayajana có nghĩa là thường trụ thiền, và Asamayajana tức là tạm trú thiền. Để cái chữ này nghe rất là kỳ, nhưng tôi giải thích tại sao mà có thể hiểu tạm trú. Thường trụ thiền đây có nghĩa là trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, muốn vô là vô, muốn ra là ra, muốn vô thiền vô cái rẽ, muốn ra là ra cái rẽ. Đó, gọi là thường trụ. À, thường trụ. Coi như là mình có quốc tịch luôn, có passport luôn, có nghĩa là muốn vô là vô, muốn ra là ra. Còn cái vị, cái trường hợp thứ hai gọi là Asamaya. Ở đây bà con có nghe rõ không? Alo, ở đây có một cái người nói là họ nghe không rõ thì làm ơn coi lại cái đường truyền, làm ơn coi lại cái máy mà mình đang dùng nó có đủ tốt hay không.
coi lại cái đường truyền của mình cái vấn đề không. Và cái thứ ba đó là coi lại cái lỗ tai của mình, bởi vì có cái bà đó mà đi bác sĩ mà nói thế này, bà nói thời gian gần đây tại sao mà bà bị cái bệnh gì mà bà đánh rắm quá trời luôn, có điều nó được cái nó không có mùi, nó có mùi hôi. Thì bà nói bà bị cái bệnh gì mà đánh rắm hoài nhưng mà không có mùi hôi, thì bác sĩ mới nói như vậy là chết rồi. Như vậy thì bà ngoài cái chuyện mà coi cái đường ruột ra đó, bà phải coi cái vấn đề lỗ mũi của bà nữa. Bởi vì nãy giờ tôi muốn chết luôn mà bà lại không nghe mùi, hiểu biết nghe kịp không? Thì nhiều khi ở đây nó vấn đề nó không có phải là đừng là tôi nói nhỏ, mà là tại vì cái máy của các vị có vấn đề, hoặc là đường truyền yếu nha, hoặc là ba là lỗ tai. Rồi thì ở đây á, có hai cái thiền, hai cái trường hợp của đặc thiền nè, hai cái trường hợp thiền giả. Một là Samayasthana, hoặc là Samayavihari. Đúng rồi, Samayavihari, nó có cái từ này nè, Vihari. À, tức là thường trú Samayavihari, tức là tạm trú thiền giả. Cái là vị này mọi cái vị này chỉ có xài cái visa visa entry, visa entry có nghĩa là mỗi lần vô phải đi xin thôi, mệt lắm. Những cái nó cho, những cái nó mới cho ở quên nữa. Giảng xong bữa nay chiều nay tôi phải đi vô tôi fill up cái form, cái tiền, cái đơn á để mà xin cái visa vô Miến Điện nè, khổ quá đi. Xin cái visa vô Miến Điện cái mỗi lần đi vô xin mệt quá mệt. Chứ nếu bây giờ có được cái visa mà 5 năm của Việt Nam á là mình không có cạnh đâu. Có được cái visa của Việt Nam 5 năm á thì mà cái Miến Điện nó nằm trong khối ASEAN á, mình khỏi có cần phải đi xin lẻ tẻ. Còn đằng này á mình không có cái đó, cho nên nó là mỗi lần mà muốn về Miến Điện là phải đi xin, mệt quá. Mà tôi không có nói lạc đề đâu, tôi đang muốn nói gì thấy không? Tôi đang muốn nói một chuyện đó là chỉ vì là mình không có đủ giấy tờ, mỗi lần vô nó mệt quá. Đó còn có nhiều lần tôi đi từ Thái Lan, tôi phải xếp hàng ở cái chỗ mà chú thon á, thấy cái chú thon mà thá lừa bến tàu chú thon á, chờ thì tôi đã chứ quán xếp hàng mệt muốn chết luôn vậy đó. Thì ở đây cũng vậy. Một cái vị mà đắc thiền có hai loại trường hợp. Thứ nhất là gọi là Samayavihari, có nghĩa là thường trụ thiền giả, có nghĩa là sao ta, có nghĩa là muốn vô là vô, muốn ra là ra, bởi vì người ta có passport, người ta có cái là visa dài hạn. Còn cái loại thứ hai là Samayavihari, có nghĩa là ra vô rất là khó. Đó, cho nên ở đây là lý do vì đâu mà có cái vụ đệ nhất thần thông là vậy đó. Cái vị đệ nhất thần thông là vị đó có thể trong tích tắc mà sử dụng rất nhiều cái đề mục và biến hiện vô số cái loại thần thông khác nhau. Có những loại thần thông phải được thực hiện bằng cái đề mục đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng, xanh, vàng, đỏ, trắng. Mà nếu mà vị nào mà giỏi được thì vị đó có thể trong tích tắc muốn, chỉ muốn là được, Này, nhớ nha. Còn cái vị nào mà dởm quá đó là phải nhập từng thứ chung ra, chung vô, nó mệt lắm nha. Người ta nhập là ta chỉ muốn là được, còn mình phải chung, phải dạch rào chung qua bên màu xanh, rồi mới dạch rào chung ngược là màu vàng, leo rào qua màu đỏ, rồi mới leo rào trở lại màu trắng, nó lâu lắm. Rồi người ta chỉ ngồi yên, người ta muốn thì muốn chúng ta là sao, muốn không chúng ta là sao nha. Đây cũng vậy. Thì cái trong kinh nói cái vị mà Samayavihari là trời nóng lạnh, bản thân bệnh hoạn, thời tiết nhức răng, lòi ruột, lòi phèo, vẫn có thể muốn mà nhập tịnh tỉnh bơ. Nhiều vị bị trọng bệnh á, máu me tà le vậy đó, nhưng muốn nhập là nhập. Cho nên có lần Đức Phật đến thăm Ngã Sở Chí bị bệnh, Ngã Sở Chí có thấy bớt được chút nào không? Thì Ngã Sở Chí nói dạ, nếu mà hôm nay mà con còn giữ được một cái tầng thiền Samatha nào đó thì con không có bị đau như thế này. Mặc dù ngài là vị thánh rồi đó, nhưng mà ngài vẫn nói như vậy. Nên nếu mà con còn giữ được, tại trước đó ngài có đắc rồi, trong chú giải ngài có đắc rồi, nhưng ngài không có giữ. Ngài không có giữ lại nha. Yeah. Ngài không có duy trì cái tầng thiền mà ngài đã đắc. Cho nên đó là hiện giờ ngài là người không có thiền. Cho nên ngay được giây phút này, nếu mà ngài có được, còn giữ được cái tầng thiền sơ diệu tâm tứ, là ngài nhập vô đó một phát là coi như là
bệnh thì vẫn bệnh thôi, chứ không phải nhập thiền là hết bệnh, không phải. Nhưng mà lúc đó bây giờ là đã phiêu diêu khỏi ngoài, tiêu bồng thoát sáng, xác nằm ở đó, nhưng mà mình hoàn toàn, mình đã tâm mình đã an trụ vào trong cảnh thiền, mình không có biết đau là gì hết nha. Đó thì cái trường hợp đó được gọi là thường trụ thiền giả đó. Còn cái hạng thứ hai gọi là tạm trú thiền giả, có nghĩa là Asanavihari, có nghĩa là phải kiếm chỗ ngồi đàng hoàng trong điều kiện thời tiết khí hậu ngon lành, thực phẩm rồi thầy bạn rồi liêu cốc chỗ ngồi, nói chung là y áo phải thoải mái rộng rãi mát mẻ, rồi ngồi bắt đầu mới từ từ nó mới vô từ từ, hoặc là vô được thoải mái đó, nhưng mà phải chậm. Còn có vị này muốn là được nha, đó gọi là tự tại trung thiền. Ở đây ngày Minh Châu dịch là được sức mạnh trung thiền, nghe kịp chưa? Rồi bây giờ có 6 cái ở đây là không thiện xảo đạt được thiền định, có nghĩa là sao? Có nghĩa là vị đó đắc thiền do hên xui, chứ không phải là người lợi căn. Người lợi căn khi mà họ ngồi ở trong, khi mà họ đối diện với một cái đề mục, ví dụ đề mục hơi thở, hoặc là đề mục màu, đề mục đất, nước, lửa, gió, thanh vàng, đỏ, trắng, họ biết rõ cái lộ trình, họ biết rõ họ đang đi đến đâu, chứ không có đắc thiền kiểu may rủi nha. Họ đắc rất là nhanh. Còn cái vị này đó là không thiện xảo trong cái thiền định đó, đây là có nghĩa là khi cái chữ a vách chánh á đây đó, nó có nghĩa là nhập á, nhập á, tức là khi đắc thiền, hoặc là khi họ đắc thiền, nhập thiền, hoặc là khi hóa thông á, thì cái vị mà lợi căn á, họ muốn là được, họ không có phải bị chậm, mà không có bị giới hạn như là cái người động căn. Bởi vì sao? Cái việc ví dụ như họ đang ở trong cái tâm bình thường, tâm dục giới, mà họ muốn nhập vào sơ thiền rất là dễ. Họ chỉ cần họ quay trở lại cái đề mục mà hôm trước họ đắc đó, thì trong tích tắc họ bỏ được liền. Và ví dụ như vị nó đang trong lúc sinh hoạt bình thường xài tâm dục giới, mà vị nó muốn quá hiện được tâm, vị nó xài cái vị nó an trú vào trong, vị nó nhập thiền, vị nó nhập vào cái tứ thiền, thì vị nó có thể quá hiện mình thông như ý mình muốn. Như vậy thì đắc thiền, nhập thiền và hiện thông đều được như ý hết. Còn cái vị kia chậm, vị kia không có được cái khả năng đó, vị đó không có khả năng đó. Có nghĩa là muốn cái gì phải từ từ. Nói cách khác thế này, mình giỏi nấu ăn, đêm hôm 2 giờ sáng đang ngái pho, có người dựng đầu dậy hỏi làm sao mà để cho bánh xèo nó giòn, là mình đưa ra bao nhiêu cách, mà lúc mình đang ngáy ngủ mình trả lời rào rào, làm sao bánh xèo nó giòn đó. Rồi mình ngủ một giấc nó dựng đầu dậy, nó hỏi tiếp làm sao cho bánh cuốn nó đừng có dính với nhau, mình trả lời cái lẹt đó, đó là người là đầu bếp giỏi. Còn thứ mình ngồi rờ là không được, nhớ nha đó, nhớ. Còn vị đó khi mà thông thuộc rồi đó thì họ muốn là được. Ao bách cho nó là vậy. Cái thứ hai là thiện xã an trú, nghĩa là sao? Là vị đó có thể, cái vị đó có cái khả năng là kéo dài như ý mình muốn bao lâu cũng được. Và cái thứ ba nó là xuất khỏi, nghĩa là cái khả năng xuất thiền vị đó rất là nhanh. Vị đó xuất thiền rất là nhanh. Cái khả năng xuất thiền, quốc tha đó là xuất thiền, hoặc là đi ra khỏi. Khả năng xuất thiền rất là nhanh. Thì cái này, về kênh này học cho biết thôi, chứ còn cái này trong râm này nó là không biết các vị có được cái cảnh định chưa. Nó đừng có nói mà cái khác là nghe nó định nhức đầu. Nhưng mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, một bài kinh nói về một cái đề tài mà xem ra có vẻ quá cao so với cái đầu của mình tưởng là không cần thiết, sai đét, không phải như vậy. Dù cho bài kinh nó nói về thánh trí, nói về thần thông, nói về thiền định, thì bài kinh nào cũng có hai nghĩa. Một là cái nghĩa trực tiếp nội dung bài kinh. Thứ hai là cái nghĩa liên quan. Đi trong rất hiểu đó không ta? Ví dụ như hồi nãy, cái bài kinh mình nói về lục thông á, thì mình thấy trên mặt nổi rõ ràng bài kinh nó nói về là ngũ thông, cộng với thông thứ sáu là trí la hán, đúng. Nhưng mà cái mà nội dung hai cái bài kinh nó là gì? Đó là ngài dạy rằng, khi mà ta lìa bỏ được cái cảnh giới thấp để lên một cảnh giới cao đó, ví dụ như từ bỏ được dục mà lên thiền sắc, bỏ được sắc mà lên thiền vô sắc, bỏ được cảnh giới phàm mà vào được cái thánh trí,
Thì ở mỗi một trình độ như vậy, cái thế giới nó hiển hiện ra trong mắt của ta nó khác đi nhiều lắm. Cái khả năng lai vãng và nghe nhìn của ta sẽ khác đi nhiều lắm. Thí dụ như mấy huynh đệ đang ngồi thiền trong tuyết sơn, thì các ông sư huynh mới lên tiếng. Ông hỏi vậy chứ các sư đệ có thấy gì không? Tung Rung còn nghe không ta? Alo, Tung Rung còn nghe không? Tức là một nhóm tỉ kheo đã. Cái gì kỳ trời? Tôi hỏi có nghe được gì không thì nói là chưa được gì hết là sao? Tắt máy đi ngủ đi nha. Cái Nguyễn Mỹ này là tắt máy đi ngủ đi rồi. Đó, có mấy anh em tỳ kheo đang ngồi với nhau thì sư huynh lớn nhất, vị đại sư huynh mới hỏi. Mới hỏi chứ mấy sư đệ có thấy gì không? Thì cái vị trẻ nhất mới nói là dạ đâu có gì đâu sư huynh. Dạ đâu có gì đâu sư huynh. Thì cái ông thứ hai đó, ông mới trả lời ông nói, để thấy một cái vị càng thác bà vừa đi ngang, thấy ôm cái đàn đó, vị đó nói, để vừa nhìn thấy vị càng thác bà vừa đi ngang. Thì cái vị thứ ba mới trả lời thế này, để có nhìn thấy một khối năm quẩn vừa di chuyển. Một khối năm quẩn vừa di chuyển. Thật kịp chưa? Thì cái vị sư huynh mới trả lời thế này, ở đây vị mà đắc thì vị đang cái vị mà dùng cái trí tuệ quán có đồng ý với vị tu chỉ và vị tu chỉ có đồng ý với vị tu quán hay không, thì hai vị tỳ kheo có trả lời chính vì đồng ý cho nên chúng ta mới cùng màu áo. Các vị còn nghe không ta? Chính vì đồng ý cho nên chúng ta mới cùng màu áo. Tôi nói các vị nghe một chuyện, đó là có lần đó ngài Maha Chun đó là em của ngài Xá Lợi Phất dạy cho chư tỳ kheo thế này thì các tỳ kheo, cái ngày nào mà vị pháp sư không có chống đối cái vị luật sư không chống đối cái vị thiền sư không chống đối vị pháp sư không chống đối vị thiền sư, thì ngày đó chư thiên và nhân loại còn được lợi lạc là bởi vì mỗi vị có một cái sở trường đóng góp cho chúng sinh khác nhau. Ở đây cũng vậy, khi về vị tỳ kheo sư huynh hỏi các vị sư đệ, thì cái vị đầu tiên không có thành tựu gì hết, vị đó nói em có thấy, sư đệ đâu có thấy gì đâu, thôi mình để vị đó qua một bên. Nhưng mà cái gặp bên Bắc Tông thì nói cái ông đầu tiên này là ông Phú Lâu Na là chứng tánh không à, nhưng mà bên Nam Tông thì khi mà ông kia trả lời như vậy mình hiểu là ông đặt kỹ vậy. Nhưng mà hỏi cái ông thứ hai thì khi ông thứ hai nói vậy, em vừa thấy một vị càng thác bà ôm đàn đi ngang để, nhưng mà tới cái vị thứ ba vị nói em thấy một khối năm quẩn vừa đi ngang. Thì cái vị đại chư huynh mới nói rằng cái vị mà thấy, vị mà tu chỉ nghĩa là thấy càng thác bà đó có đồng ý với cái vị mà thấy năm quẩn hay không, và vị năm quẩn có đồng ý là cái vị mà thấy càng thác bà hay không. Vị đó trả lời câu rất là hay, và chính vì đồng ý nên chúng ta mới cùng màu áo. Bởi vì trong Phật pháp này, khi mình có học Phật pháp rồi thì mình sẽ thấy rằng thấy đó là càng thác bà thì đó là thấy được thiền chỉ, mà thấy đó là năm quẩn thì thấy được thiền quán. Chỉ là về định học, mà quán là tuệ học. Không có chống đối nhau, không có chống đối nhau. Rồi, các vị nghe kịp không? Nhớ cái đó. Có nghĩa là ở các cái vị mà thượng thừa họ là như vậy đó. Những vị thượng thừa là như vậy, có nghĩa là họ không lấy cái sở chứng, cái thành tựu của họ, họ không có lấy cái đó làm cái điều tâm đắc, rồi phủ nhận cái của người khác. Đó, cái bài học 72 này nó còn có cái nội dung 2 đó nữa. Có nghĩa là sao ta? Có cái bất cứ một công đức gì, bất cứ một thiện pháp gì, cái chuyện đầu tiên là ta phải biết rõ làm sao để thực hiện được nó. Có nghĩa là phải tu tập nó đó. Ví dụ bố thí hay là nghe pháp đi. Chuyện đầu tiên là mình phải thấy được lợi ích trong đó để mình thực hiện, để mình trau dồi. Nhưng mà cái thứ hai nữa là mình xét là cái khả năng mà mình sống được trong thiện pháp nó bao lâu. Chứ nhiều khi mình cao hứng, mình nghe người ta rủ đi hành thiền, rủ đi làm từ thiện, mình cũng hăng lắm, mình làm được bao lâu. Đó, và cái cuối cùng là trong thiền mình có khả năng xuất thiền, thì ngoài cái đó ra những công đức khác mình làm được, mình cầm lên được thì mình bỏ xuống được. Chúng tôi mới nghe kịp cái đó không? Mình cầm lên được rồi bỏ xuống được. Bỏ đây không phải là liền, không có tu nữa, mà bỏ đây có nghĩa là không có chấp ở trong đó, không có coi cái đó là số một, không có thấy ta là hay nhất trong vũ trụ, không thấy ta là giữ giới ngon lành nhất, thiền định ngon lành nhất,
chánh niệm ngon lành nhất, kiến thức ngon lành nhất, niềm tin ngon lành nhất, bố thí ngon lành nhất. Mình cũng không có thấy như vậy nha. Mình làm được bao nhiêu mình làm, chứ ngày nào mà mình còn có một cái so sánh là hơn bằng thua kém thì ngày đó mình chưa có khá được. Cứ làm thôi, cái chuyện so sánh là điều không cần thiết. Cho nên ở đây ngoài cái bài kinh này, nghĩa cái nghĩa một của bài kinh này nói cái gì, nói đến cái khả năng của một cái người thiền giả, cái người chứng thiền ấy, họ phải biết rõ cái cách nào để nhập thiền, cách nào để mà chứng thiền, nhập thiền, thiện thông. Cái thứ hai là họ có khả năng tự tại trong cái việc mà kéo dài cái thời gian nhập thiền bao lâu như ý. Và cái thứ ba là họ có khả năng xuất thiền như ý. Cái thứ tư là người ta là làm việc chu toàn, nó giải thích rồi. Cái thứ năm á, ở đây có ba điều thì hai điều đã giải thích ở kinh trên rồi, cho nên là chỉ giải thích một điều, nó là không kiên trì. Không kiên trì là gì? Là không có liên tục á, không có liên tục. Không có liên tục có nghĩa là trong kinh nói có ba cái trường hợp mà khiến cho cái thiền nó bị mất. Mấy trong kinh có bị còn nhớ không? Một là mạng chung, hai là phiền não mãnh liệt, và ba là không có trao dồi thường xuyên. Mấy trong kinh còn nhớ này không ta? Trong kinh còn nhớ ba cái lý do mà làm cho thiền mình nó không giữ được. Một là mạng chung, có nghĩa là mình chết thì cái thiền nó không còn nữa. Ví dụ như bây giờ tôi đắc tam thiền đi, khi tôi chết thì tôi thanh về cõi tam thiền, thì cái chuyện đầu tiên là tôi về đến tôi sống bằng tâm quả nha. Còn cái thân người đó nó không còn nữa, cái thân người tôi đắc cái đó là tôi là nhân loại mà. Khi tôi chết thì cái những gì tôi làm được trong cái thân nhân loại là bỏ. Một là mạng chung, hai đó là gì ta? Hai đó là tiền đạo mãnh liệt. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa khi mà có cái lòng hại Phật, có cái lòng chia rẽ tăng, có cái lòng mà làm giáo chủ là tự nhiên thiền mất. Hoặc như Bồ Tát có lúc người đang bay rồi nhìn thấy Bà Hoàng Hậu tắm, thế là bị đứt thiền, bị ngoại thiền. Đó. Vậy trường hợp thứ hai là do tiền đạo mãnh liệt. Trường hợp ba là do không trao dồi thường xuyên. Trường hợp như An Ngã Sở Chí hồi nãy tôi nói đó, hoặc là trường hợp Bồ Tát Bạch Đạt Đa lúc 7 tuổi đắc sơ thiền xong rồi đâu có biết gì đâu, trao dồi rồi để chìm liễm. Sau này 35 năm sau, không phải 35, 35 mà trừ 7 là còn 28, không ta, 28 năm sau. 28 năm sau trong rừng khổ hạnh lâm Uruvela, người mới nhớ là người nó khổ hồi nhỏ mình hay vậy ta. Hay à, hồi nhỏ mình đâu có biết gì mà tại sao mà mình có thể hít ra thở vào rồi mình chỉ theo dõi nó có ba hơi, cái là mình được một cái cảm giác rất là đặc biệt. Tại sao hay vậy ta? Tại sao ngài không nhớ lại cái kinh nghiệm thiền định vừa rồi, cách đó mới 1-2 năm mà trong trước khi ngài khổ hạnh là ngài đã đặt thiền mà đặt được phi tưởng mà tại sao ngài không nhớ là vì sao? Vì lúc đó ngài tưởng học cho nó mới vậy. Nhưng mà cái mà ngài nhớ là ngài nhớ một nhỏ mới ghê. Ngài nghĩ mình nói tại sao 7 tuổi mình không biết gì hết á, mình chỉ hít ra thở vào có vài hơi là mình bèn được cái cảm giác rất là đặc biệt, rất rất là an lạc, rất rất là yên tĩnh. Tại sao vậy ta? Khi mình nghe xét cái đó, ngày mới bèn quay lại, ngày mới bèn quay lại với cái chuyện thiền trao dồi thiền định bằng hơi thở. Và với cái thiền trao dồi ấy, ngày lập tức trong vòng nháy mắt ngày đắc lên đến là tầng tứ thiền có được thành kinh. Là tứ thiền sắc và cả vô sắc phi tự nha. Tức là cái đắc dùng hơi thở đắc tới tứ thiền sắc giới thôi. Rồi từ cái nền sắc giới ấy ngày mới bắt đầu ngày tu, ngày mới đắc thêm bốn cái tầng vô sắc. Mà nói chậm là không thôi, bà con hiểu lầm, mà con nói là không nói tu hơi thở mà đắc vô sắc là sai, không đúng nha. Rồi đắc lên tới tứ thiền, tức là ngũ thiền sắc giới đó. Xong rồi từ đó ngài đắc luôn một lèo lên tới phi tưởng. Cho nên trong cái đêm mà trong cái giây phút mà ngài thành đạo đó, là ngài có trong người ngài tới cái phi tưởng xứ, chứ không phải gì ta, không có thấp đâu. Trong cái đêm đó là ngài đã đạt đến cái đỉnh cao của tam giới rồi. Có nghĩa là trong thời khắc đó toàn bộ chúng sanh trong vô lượng vũ trụ, chúng sanh phàm phu, cái cảnh giới cao nhất của chúng sanh phàm phu là gì? Là phi tưởng. Thì Bồ Tát đêm ấy ngài cũng đã ngự lên tới cái cảnh giới khiếp như vậy. Đây là dĩ nhiên cảnh giới tâm linh, cảnh giới tinh thần thôi nha. Thì khi mà ngày đắc được toàn bộ các tầng thiền, ngày mới dùng cái tứ thiền hơi thở đó, ngày mới quán chiếu 12 nhiệt khởi nha, ngày quán chiếu 12 nhiệt khởi và lập tức
ngày ngày đắc chứng, đó là hai minh đầu tiên. Hai minh đầu tiên nó tiếp là cái chúng ta xúc mạng minh, ngày dành nguyên cái canh đầu tiên để mà ngày quán xét. Ồ, mình là kiếp xưa là như vậy, như vậy, như vậy. Và mình như thế nào, tất cả chúng sanh khác cũng đều như vậy. Cũng đều là sao? Cũng đều có nghĩa là lên vô xuống chó, lúc siêu, lúc đọa lún, lúc bốn rồi đường dữ, lúc thì nhân thiên. Rồi tới canh hai, ngày dùng cái xâm tử mình. Xin lỗi. Tới canh hai, ngày dùng xâm tử mình. Ngày thấy rằng tất cả những cái thân xâm tử ấy là điều do các nghiệp thiện ác mà ra. Đó, rồi tới cái canh cuối, ngài mới thấy rằng nhân sanh tử như vậy, quả sanh tử như vậy, từ đâu mà ra? Từ vô minh mà ra, từ vô minh trong bốn đế. Vô minh ấy tạo ra hành, tức là nghiệp thiện ác, do vô minh trong bốn đế mới tạo ra nghiệp thiện ác. Do nghiệp thiện ác nó mới tạo ra các cái tâm đầu thai, do có các tâm đầu thai mới có danh sắc đầu đời. Từ đó nó mới có sáu căn, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Từ sáu ái nó mới ra tứ khổ hai hữu. Từ hai hữu nó mới ra sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não. Trong nỗi khổ triền miên ấy, chúng sanh vật lộn tìm lối thoát, loay hoay một lát vì vẫn còn vô minh trong bốn đế. Cho nên họ mới làm một cái vòng tròn mới, đó là vì khổ quá mới tìm lối thoát. Mà do vô minh trong bốn đế cho nên lối thoát họ chọn được chính là quay vẫn trong các nghiệp thiện ác. Giải tỏa cái vấn đề của mình bằng cách là đầu tư các nghiệp thiện ác, và đầu tư các nghiệp thiện ác thì lại tiếp tục tạo ra các tâm đầu thai. Do có các tâm đầu thai tiếp tục có sáu căn, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, tứ thủ hai hữu và sanh lão bệnh tử. Ngài thấy như vậy, ngài ồ thì ra thế giới thì nó vẫn quanh trong đó. Như vậy thì từ cái đề mục hơi thở đó, ngài mới đắc từ cái túc mạng minh và cái sanh tử minh. Khi quán chiếu hai cái này trong suốt hai canh đầu, rồi tới canh thứ ba là ngày quán chiếu nhân trời và ngày chứng quả vô tượng chánh đẳng tam gia nha. Và trong kinh giải thích thêm là tại sao ngài đắc một thêm như vậy, là bởi vì sao? Và trong kinh nói ngài là một giống như một vị đại đế như vậy, tức là từ ở ngoài biên thùy mà muốn vào tới hoàng cung không có đi như cái người bình thường. Người bình thường có nghĩa là chỉ cần có một ba lô, một ghi đông nước là xong, một ít tiền lẻ, một túi lương khô là xong. Ngài thì không, ngài thì phải nghi trượng cờ quạt tiền hô hậu ủng. Xe ngài đi đằng trước, rồi bao nhiêu xe của tam cung lục diện, rồi tướng lãnh nguyên soái, một đoàn quân đi đằng trước, đoàn quân đi bên cạnh, đoàn quân đi bọc hậu sau cùng, và chung quanh ngài có mấy lớp vệ sĩ đi từ 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 từ. Khi chặng nào này có hành cung ở chặng ấy, cái trung tâm có biết hành cung không ta? Hành cung là cái chỗ mà mấy ông vua đi dọc đường xa mà ông tấp vô, tấp vô, tấp vô đó. Vua có hành cung, còn người thường thì có tràng đình, cái tiểu đình á. Cứ gọi là mà 10 dặm là tiểu đình, mà 100 dặm là tràng đình, đó là cái chỗ mà ghé chân nghỉ mệt á. Thì vua là hành cung, cứ đi xa xa vậy. Ngày xưa chúng ta biết là tùy dạng đế bên Tàu ấy, đời nhà Tùy ổng mê tô hè châu hàng châu quá, mà từ cái Bắc Kinh xuống nó xa quá đi, cho nên ổng đã thời đó đi về Nam Kinh cũng xa, mà về Bắc Kinh thì cũng xa, mà nhất là từ đó từ Nam Kinh mà về tô châu hàng châu đi một cách nào. Thế là ổng đã cho xây cái Đại Vận Hà, cho đào cái Đại Vận Hà dài 1.800 km. Mà cho đến hôm nay cái Đại Vận Hà nó vẫn là một công trình thủy lợi hàng đầu của thế giới. Đó là ổng vì đi không, nó vua muốn đi mà nó phải rườm rà như vậy đó. Nhờ cái Đại Vận Hà đó các đời hoàng đế mới có thể đi thoải mái trong đất Trung Hoa, chứ còn đi đường bộ đi sâu nổi quý vị nha. Các vị tưởng tôi nói lạc đề không? Có phải, tôi muốn nói là một ông vua đi nó lớn chuyện như vậy, có ai biết cái Đại Vận Hà được xây dựng trước hết là phục vụ cho các chuyến đi của vua tùy dạng đế. Rồi cái lợi ích thứ hai đó là thông thương buôn bán cho thường dân bá tánh, bách gia bách tính, các bạn nghe không? Chỉ vì phục vụ cho mấy chuyến đi của vua tùy dạng đế mà có ra cái Đại Vận Hà đó, đâu ai biết, đâu ai tin gì đó đâu. Ở đây cũng vậy, khi mà một vị hoàng đế đi đứng từ nơi này đến nơi khác, ngoài cái là
cờ quạt nghi trượng, rồi còn có các hành cung, rồi binh lính tướng lãnh tâm lâm tà la, tam cung lục diện. Ở đây cũng vậy, một cái vị La Hán bình thường chỉ cần thấy lá rơi, nghe nước chảy, cảm nhận được, ghi niệm, ghi nhận một thiện niệm ác niệm trong lòng, đắc rẹt lục thông tâm minh và bốn trí vô ngại. Nhưng mà đi ngày thì cao 1000 năm vị hoàng đế, một vị pháp vương mà. Từ từ như vậy. Cho nên khi mà ngày vào lúc rạng đông, bên Bắc Tông mình cứ kêu là lúc nhìn sao mai, sao miết, dẹp, không có sao gì hết, lúc rạng đông. Lúc rạng đông mà khi mà cái trí tứ quả của ngài vừa xuất hiện một phát là coi như là sau cái Như Lai vị trí và 10 Như Lai lực. Như Lai vị trí là cái gì? Là đại vị trí, chứ chúng sanh chư căn thượng hạ lực, chúng sanh khuynh hướng thiện ác lực, biết rõ khuynh hướng thì ra cái chúng sanh, rồi trí đại bi, trí song thông, trí vô ngại, tất cả sáu trí cùng lúc có mặt. Đó là ngay cái lúc đó nó khiếp như vậy. Thì ở đây á, ở đây mình học về sáu cái này là mình có hai bài học. Cái thứ nhất là học về cái những cái khả năng cần có của một người tự tại trong thiền định mình đã chứng. Cái bài học thứ hai là gì? Đó là trong tất cả các công đức mình cũng phải có khả năng tương tự như vậy, có khả năng trao dồi thiện pháp, có khả năng cầm lên và bỏ xuống, không có nắm đuối đê mê trong đó. Và ba cái còn lại đó là làm việc một cách chu toàn nghiêm túc, là làm việc một cách kiên trì và luôn luôn quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ. Làm công đức nào cũng phải vậy, muốn tu thiền là cũng phải quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ cho cái chuyện tu thiền, chứ không phải tự nhiên là cái sách, cái ba lô giọt cái ào qua bên thiền viện, không có phải đâu. Mình phải quan tâm đến những điều kiện là sao, trước khi đi làm ơn đi khám bệnh chút xíu, nếu xưa giờ mình có vấn đề, nếu xưa giờ mình có vấn đề về sức khỏe thì hôm nay trước khi mà cầm ba lô giọt qua miếng điện làm ơn đi bác sĩ hỏi trước tiếng tôi đi được không, bác sĩ nói được, còn cho bác sĩ đòi mình vô 8 chai nước biển là cũng phải nằm lên cho trả vô, rồi trả dặn cầm cái gì đem theo, thuốc gan, thuốc mận mật, thuốc bao tử, tăng xong cao máu gì đó là phải đem theo, rồi dặn mình ăn uống sao mình phải có chuẩn bị, phải biết quan tâm những điều kiện hỗ trợ cho công việc của mình thì mình mới có thể hoàn thành sự công việc một cách tốt đẹp nha. Cái này cái điều cuối cùng rất là quan trọng, biết quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ. Muốn đi đâu làm gì, bây giờ các vị muốn xuống bếp thì các vị cũng phải biết quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ nha. Nếu mình muốn xuống bếp là mình phải coi dao thớt nồi chảo phải ok, dầu đường mắm muối tiêu tỏi hành hẹ phải ok mình mới vào xuống bếp được nha. Bi kịch của người nói trước đám đông là đứng trước đám đông mà không có đề tài, bi kịch của người đầu bếp là xuống bếp mà không có đồ dùng, bi kịch của hành giả là không có biết quan tâm những điều kiện hỗ trợ cho công phu của mình, và cuối cùng bi kịch của một khách trầm lưng trong cõi sanh tử đó là trên giường hấp hối không biết mình sẽ đi đâu về đâu và ngó lại, thì cái tư trang cái tư lương phải đem theo trên đường hoàn toàn không có nha. Như vậy thì mình vừa học xong cái bài kinh số 72. 72, bây giờ mình còn được 10 phút cho bài kinh 73. Kinh 73 là sao? Kinh 73 đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có nghĩa là sao ta? Kinh 73, kinh 73. Đó. Người muốn chứng thiền phải lìa được 5 thiền cái là thấy được cái tai hại của dục lạc. Đó, thấy được cái tai hại của dục lạc. Tại sao mà ở đây mình thấy trong năm thiền cái đầu tiên là tham dục, phải không? Mà tới cái thứ sáu Đức Phật Ngài lại kể riêng là thấy được nguy hiểm của các dục là vì sao? Là bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta có thể ly dục nha. Trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta có thể ly dục, không thích gì hết.
Và ngay trong khoảnh khắc đó chúng ta có thể chứng thiền. Nhưng chẳng hạn như mình thấy Bồ Tát Phát Đạt, ngài không có biết dục là gì, ngài cũng không có biết ly dục là gì, nhưng mà trong một khoảnh khắc của tuổi, của cái năm ngày lên 7 tuổi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, miễn là dục ái vắng mặt, thì Bồ Tát có thể chứng thiện, chứng được sơ thiện, đúng. Nhưng mà Bồ Tát không có cự được cái thứ sáu này, có nghĩa là ngài không có thấy được cái nguy hiểm trong các dục. Bây giờ trong râm hiểu chưa ta? Đây là lý do vì đâu lìa, đã lìa năm truyền cái mà tại sao Đức Thế Tôn người kể luôn cái thứ sáu, là bởi vậy đó, là bởi vì Thái tử Tất Đạt rõ ràng rằng trong một tích tắc đã là người ly dục, cho nên mới chứng được sơ thiền chứ. Nhưng mà Bồ Tát Tất Đạt chỉ được năm cái điều đầu tiên thôi, tức là sự vắng mặt tạm thời của năm truyền cái, thì nếu mình đủ duyên nha, nếu đủ duyên và tu đúng, đủ duyên và tu đúng, tức là đúng và đủ nha, đủ duyên mà tu đúng thì trong tích tắc có thể chứng được sơ nhị tam tứ thiền, đúng. Nhưng mà không có cái thứ sáu thì cái quả chứng ấy không bền. Là vì sao? Là vì có rất nhiều và rất nhiều những người đặt thiền xong rồi quay lại đời sống thế tục và không có thể trở lại với thiền định được nữa. Con số này đông hơn Quân Nguyên, chứ không phải là như Quân Nguyên mà là đông hơn Quân Nguyên. Có nghĩa là có vô số người trong cuộc đời này, trong đời sống của họ, họ đã từng đắc thiền, đắc sơ thiền mà họ không biết. Có, kể cả họ không biết Phật Pháp. Chẳng hạn như những người, những vị đạo sĩ chẳng hạn, có rất là nhiều người, hoặc trong hàng Phật tử mình, tôi nghĩ rằng cái chuyện mà thời nay tôi không biết, nhưng mà theo mô tả trong kinh á, thì thời Đức Phật, cái người mà đắc sơ thiền, mà đắc trong tích tắc nhiều như Quân Nguyên là vì sao? Vì mình thấy Thái tử Tất Đạt 7 tuổi biết cái gì mà còn đắc sơ thiền mà. Có một điều là do họ không biết. Thứ nhất họ không biết cái họ cái cảm giác đó là cái gì. Nếu mà có học đạo và có thầy kèm cặp thì biết. Nha, nếu có thầy kèm cặp thì biết. Còn không, chính ngày lúc mà ngày chỉ biết đó là cảm giác rất là an lạc. Nếu mình là người huệ căn thì mai này mình có thể quay lại với cảm giác đó bằng cách là thực hiện những cái thao tác cũ. Thí dụ như là thở. Nha, là bữa hổm mình làm sao mình được cảm giác đó ta? Ngồi yên, thở gì nữa? Biết rõ hơi thở ra, biết rõ hơi thở vào. Với sự tập trung ấy, năm truyền cái vắng mặt, thời gian lâu mau tùy người. Thì tâm sơ thiền xuất hiện, lúc đó họ không biết đó là tâm sơ thiền, họ biết đó là cái cảm giác an lạc và thanh tịnh. Nha. Thì nếu họ muốn cảm giác đó quá, thì họ sẽ quay lại với cái thao tác cũ. Ngồi yên lại, theo dõi hơi thở ra, biết là ra vào, biết là vào. Yeah. Với sự tập trung ấy, năm truyền cái vắng mặt, và nếu đủ duyên thì tâm sơ thiền xuất hiện. Họ chỉ biết đó thôi. Nhưng mà còn cái vụ mà thứ sáu này thì không phải ai cũng có, đó là thật sự biết chán sợ trong năm dục. Tôi nhắc lại bài kinh này rất là sâu. Sâu ở chỗ nào? Sâu ở chỗ này. Anh muốn thực hiện cái gì, chỉ cần anh làm đúng kỹ thuật thì anh sẽ làm được. Có một điều là anh cần đến một cái nền tảng nhận thức, một nền tảng kiến thức là để mà hỗ trợ cho công việc ấy. Tôi nói một lần nữa, bất cứ việc gì nếu anh áp dụng đúng kỹ thuật thì anh sẽ thực hiện được. Nhưng mà để đạt được cái sự lâu bền thì anh phải cần đến một cái khả năng nhận thức rất là vững vàng. Biết chung rung hiểu đó không ta? Có nhiều chuyện đôi khi trong đời này chúng ta thực hiện được bằng sự ngẫu nhiên. Có nghe hiểu không? Có nhiều sự trong đời, có nhiều trường hợp trong đời này chúng ta thực hiện thành công bằng sự ngẫu nhiên. Nhưng mà nếu muốn quay trở lại với cái sự thành tựu ấy và kéo dài nó, biến nó thành sở hữu của mình, thì không còn là vấn đề ngẫu nhiên, không còn là vấn đề may mắn, mà là phải là cái sự tuân thủ chặt chẽ cái kỹ thuật. Các bạn nghe kịp không? Cho nên năm cái đầu có thể chỉ là cái sự may mắn, nhưng mà riêng cái thứ sáu này bắt buộc phải có, thông qua một sự chuẩn bị, thông qua một sự đầu tư nghiêm túc. Đây chính là vì sao ở đây bên cạnh cái việc mà lìa bỏ năm truyền cái, Đức Thế Tôn lại kể thêm điều thứ sáu là vậy đó quý vị nha. Tôi nhắc lại, Bồ Tát Tất Đạt rõ ràng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, ngài đã không có năm truyền cái, và ba la mật của ngài thì vẫn là nhiều như biển, như núi, như trời cao đất rộng nha. Cho nên là tích tắc là ngài có ngay cái sơ thiện, nhưng mà ngay lúc đó ngài không có được cái thứ sáu. Ngài không biết chán sợ trong các dục. Tôi nói lại một lần nữa, cái đặc điểm của một vị Bồ Tát là cái gì ta?
là luôn luôn hướng đến cái tốt hơn. Thứ hai, khả năng buông bỏ rất giỏi. Và thứ ba, không tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà ngục nào. Nếu hôm nay những người nào nghe giảng trong cái bài pháp này, trong cái lâm này, thì chỉ cần ghi ba cái đặc điểm Bồ Tát là cũng về có thể tu được một đời, tu được muôn kiếp, chỉ bằng ba cái này. Một, luôn hướng tới cái tốt hơn. Về mặt tinh thần nha, tôi đang nói một tinh thần. Hai, là khả năng buông bỏ rất giỏi. Đấy, bởi vì khi anh muốn buông bỏ, mình anh muốn hướng tới cái tốt hơn thì anh phải có năng buông bỏ chứ nha. Chứ còn bây giờ mà anh cứ ôm cái nhà cấp 4 mà tôn thấp lè tè thì làm sao mà anh có thể về cái là thảo điền hay là phú mỹ hơn có cái nhà khác được nha. Anh phải có cái gan bỏ cái căn nhà bên cái lỗ cống này anh mới đi xa được. Đó. Cho nên cái thứ nhất là phải có cái ý hướng về cái tốt hơn. Thứ hai là khả năng buông bỏ rất giỏi. Và cái thứ ba, không bị giam nhốt trong bất cứ nhà ngục nào, cho dầu đó là thành một cái thành tựu lớn bé, cho dầu đó là một cái niềm đam mê như thế nào đi nữa, thì Bồ Tát luôn có khả năng đó. Một là hướng đến cái cao hơn, tốt hơn. Hai là Bồ Tát có khả năng buông bỏ rất giỏi. Và ba là không tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà ngục nào. Từ đó Bồ Tát có thể thực hiện vô số hạnh lành, và đặc biệt là Bồ Tát về mặt tình cảm, Bồ Tát không có tự giam nhốt mình trong cái gọi là tình thân. Đối với Bồ Tát, muôn loài vạn loài chúng sinh thảy đều là người một nhà, bởi vì Bồ Tát không có bị giam nhốt. Về trí tuệ, Bồ Tát không ngừng tìm tòi trong Phật, trong văn tư tu. Còn về tình cảm thì Bồ Tát không bị giới hạn bởi những biên giới, bởi những giới tuyến, bởi những rào cản. Bồ Tát thương hết muôn loài, Bồ Tát thương hết. Còn mình thì sao? Mình nói cho đã, nhưng mà cuối cùng cái gọi là thương của mình chỉ là ái, phải chứ đừng nói từ. Mà đã nói ái là gì? Ái là thương yêu có điều kiện và trong giới hạn thì gọi là ái. Còn từ bi thì không. Từ bi đúng nghĩa là không cần điều kiện và không có ranh giới. Thì cái tâm ấy mới được gọi là vô lượng tâm nha. Chứ còn cái thứ tâm từ mà chỉ rải riêng cho cái người nhà, cho nội bộ nhà, cho nội bộ, cái đó chưa được gọi là vô lượng tâm. Mà coi chừng nó mới ở cái mức tham ái nha. Mà đến khi đó tự tâm là không cần điều kiện và không có biên giới. Còn tha mái là yêu thương có điều kiện và bị giam nhốt trong biên giới. Ok, bây giờ đúng là 4 giờ rồi. Chúc các vị ngày vui và ngày mai chúng ta gặp lại nha. Bye bye.